bên ngoài kết giới cách yêu đều trăm dặm mọi người xuyên qua kết giới nửa trong suốt chỉ có thể thấy cảnh tượng mơ hồ nhưng lôi kiếp phi thăng đầy trời và kỳ huống tường văn bảy màu thành thần bậc này lại là thấy đến rõ ràng trong lúc nhất thời biểu tình của mọi người khác nhau có kinh ngạc cảm thán có cực kỳ hâm mộ lo lắng đế quân không hổ là đế quân vậy mà đạp tường vân phi thăng thiên hạ còn có người nào có thể như thế? Lôi kiếp tan đi. Tường vân dáng thế. Chưa từng nghe thấy con đường phi thăng bậc này. Đây là đãi ngộ dành cho người đệ nhất đại lục. Thật là tiện chết người khác. Kết giới còn chưa phá. Có phải cùng kỳ còn sống hay không? Phải làm như thế nào cho phải? Lời vừa nói ra. Mọi người không thể không đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Suy nghĩ đến khả năng này. Sắc mặt đều trắng bệch. Mấy trăm năm trước, tứ đại ma thú có đế quân. Mấy trăm năm sau, lại có đế quân. Nhưng đế quân đi rồi. Còn có ai có thể gánh đại nạn này? Tranh. Thẩm lưu hưởng nhắm ngay cùng kỳ hơi thở thoi thóp trên mặt đất. Một kiếm đánh xuống. Bội kiếm vinh vang là pháp khí cao dài. Y vận chuyển linh lực toàn thân. Nhập vào trong kiếm. Một kích này chính là chặt nát núi non cũng không phải việc khó. Chưa từng nghĩ toàn thân cùng kỳ như một khối huyền thiết kiếm ngâm một tiếng không thể phá vỡ da thịt chỉ là một kích không đau không ngứa thân mình lại bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước bàn tay cầm kiếm phiếm đau thẩm lưu hưởng không thể tưởng tượng mới vừa rồi đế vân vũ dùng tay trần đánh ma thú như đánh nhãi con sao đến lượt y nhục thể cùng kỳ liền trở nên kiên cố không phá vỡ nổi như thế cùng kỳ vốn chỉ còn treo một hơi gần như ngất rồi thấy đế vân vũ phi thăng rời đi nhất thời thanh tỉnh vài phần ánh mắt hắn dừng trên người thẩm lưu hưởng yêu văn trên mặt vặn vẹo theo khóe mắt khóe miệng đang cong lên nhìn qua đặc biệt đáng sợ thân thể ta rèn luyện mấy trăm năm há để tiểu quỷ hủ bại chưa khô như ngươi làm bị thương đợi ta khôi phục lời còn chưa dứt cùng kỳ không chịu khống chế bị ôm đi cùng lúc đó thẩm lưu hưởng bị ầm ầm đánh trúng trời đất quay cuồng y dùng linh kiếm đỡ lấy móng vuốt thiếu chút nữa đâm thỏng ngực mình sau khi đụng phải một khối đá lớn té rớt xuống mặt đất phốc phun ra búng máu mái tóc dài của hành cửu âm bay loạn trong gió bộ mặt dữ tợn mộng phi thăng chuẩn bị mấy trăm năm bị hủy trong một sớm trong đầu nổ ầm vang một tiếng giống như trượt chân rơi vào vực sâu cả người lạnh băng tinh thần đã gần như điên cuồng hai con mắt đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm thẩm lưu hưởng hận không thể đem y bầm thây vạn đoạn nhưng hành cửu âm vẫn giữ được một tia lý trí trước mắt quan trọng nhất chính là cùng kỳ nhân lúc kẻ này vô lực chống cự thu lấy lực lượng còn thẩm lưu hưởng sau đó thêm mấy thủ đoạn làm y sống không bằng chết hành cửu âm giơ tay trong lòng bàn tay hiện ra một cái đỉnh ba chân pháp khí bản mạng của hắn diệt thần đỉnh bên trong có giữ hậu chiêu hắn chuẩn bị từ trước nếu không thể phi thăng như nguyện không có đế vân vũ hắn liền phải làm chủ tam giới này nhận chúng sinh quỳ bái đỉnh đen chợt lóe ánh sáng trên bãi đất trống đầy đá vụn hiện ra một cái quan tài gỗ màu tím quan tài rơi xuống đất thân ảnh tinh tế bên trong hiện ra mặc váy dài vàng nhạt Tua trên châm phượng lắc nhẹ. Tỏa ra ánh sáng nhỏ vụn. Dung mạo thanh lệ thoát tục. Thẩm lưu hưởng bỗng chốc trợn to mắt. Là tinh liên. Đế vân vũ nói hắn cho phép từ tinh liên hạ giới chơi. Nhưng tinh liên ham chơi chưa về. Mới đến yêu đều tìm nàng. Thì ra là ở trong tay hành cửu âm. Hành cửu âm lấy linh lực trói buộc cùng kỳ. Nhân lúc hắn yếu muốn mạng của hắn. Một đạo pháp thuật nháy mắt bao phủ thân hắn tay kia ấn xuống chán từ tinh liên. Môi khẽ nhúc nhích, mặc niệm pháp chú, cùng kỳ gào giống một tiếng. Chín anh ở thời kỳ hồng hoang, thời đại yêu thú tung hoành, tuy cũng rất có thanh danh, nhưng so với tộc cùng kỳ hắn, vẫn là kiến càng lay cổ thụ. Hiện giờ một hậu nhân cửu anh huyết mạch loãng lại dám xuống tay với hắn. Cùng kỳ đã chịu nhục nhã vô cùng. Cửu anh nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt ta muốn luyện ta cứ việc thử xem đợi lát nữa ta phá tan tâm lao xé nát thân thể người này chạy ra nhất định tắm máu ngươi hành cửu âm nhếch miệng thanh âm lạnh lẽo đợi ngươi có thể tránh thoát tâm lao rồi nói sau cùng kỳ đại nhân dứt lời cùng kỳ bị bắt hóa thành một đạo ánh sáng đỏ nhập vào ngực từ tinh liên hàng mi cong vút của từ tinh liên khẽ run ý thức hôn mê không biết có thức tỉnh hay không hai mắt nhắm chặt, sắc mặt rất là tái nhợt. Động theo pháp quyết hành cửu âm niệm, cái chán trắng nõn thấm ra mồ hôi. Thân ảnh mảnh khảnh bị ánh sáng đỏ bao vây. Vẻ mặt thống khổ, ánh mắt thầm lưu hưởng không chớp mà nhìn chằm chằm. Lúc ở trong bí cảnh tìm yêu đan, tố bạch triệt luyện hóa chu yếm bị phản phệ. Vì tự cứu đã dạy y luyện yêu thuật. Giống với pháp thuật hành chín âm đang thi triển. Từ tinh liên là thể linh hoạt kỳ ảo đối với yêu thú mà nói như nhà giam kiên cố không phá vỡ nổi. Hành cửu âm muốn lợi dụng nàng vây khốn cùng kỳ. Có được lực lượng của ma thú hồng hoang. Thẩm lưu hưởng ngừng thở. Ngón tay cầm kiếm siết chặt. Hành cửu âm sống mấy trăm năm. Tu vi đã sớm chạm đến đỉnh đại lục. Một kích lôi đỉnh lúc trước đã làm y bị trọng thương. Thẩm lưu hưởng muốn cứu người. Chỉ có thể chờ thời cơ tốt nhất. Y nhớ rõ luyện yêu thuật có ba tầng nhập thể trói buộc phong ấn vào tâm lao chờ chính là thời khắc từ trói buộc đến phong ấn đem cùng kỳ trói buộc trong tâm lao cho dù lúc này hắn bị thương không có sức phản kháng hành cửu âm cũng hao phí hơn phân nửa linh lực trong cơ thể tạm dừng một khắc lúc lại muốn hoàn thành một bước cuối cùng đột nhiên sinh ra dị biến thẩm lưu hưởng nhìn chuẩn thời cơ đang muốn ra tay sắc mặt đột nhiên biến đổi từ Tinh Liên Lặng Yên không một tiếng động mở mắt ra. Một cánh tay trắng nõn như ngọc bỗng chốc đánh vỡ phòng ngự của Hành Cửu Âm, xuyên qua trái tim hắn, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Ngực Hành Cửu Âm chợt lạnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn đã làm thần hồn từ Tinh Liên Lâm vào ngủ say, sao đột nhiên lại tỉnh lại? Mà lúc này, linh lực tham nhập vào tâm lao bỗng chốc bị một cỗ pháp lực cường hãn đẩy ra hành cửu âm phun ra ngụm máu. Tâm lao của Từ Tinh Liên vậy mà có dấu cấm chế đế vân vũ thiết hạ. Hắn phong ấn cùng kỳ, liền kích hoạt cấm chế. Bàn tay trắng như ngọc của Từ Tinh Liên bị máu nhiễm đỏ. Đầu ngón tay phát run. "Phẩy chấm, phẩy chấm." Nàng từ nhỏ lớn lên ở đế cung, khắc khẩu với người ta cũng chưa bao giờ có. Lần đầu động thủ giết người. Trong lòng sợ hãi đến mức tận cùng nhưng trên mặt chưa toát ra nửa điểm khiếp đảm. Tấm lưng mảnh khảnh của nàng đứng đến thẳng tắp. Tiếng nói luôn luôn mềm nhẹ giờ cứng rắn lạnh băng như trộn lẫn huyền thiết. Gần từng chữ một nói, ta chính là đế cơ thần kỳ sơn. Há tha cho tiểu nhân như ngươi khống chế. Dứt lời. Từ tinh liên thu hồi bàn tay máu chảy đầm đìa. Làm hành cửu âm dần dần mất đi sự sống ngã lăn trên mặt đất. Nàng thở hồn hền một hơi. Mắt hạnh nhìn về phía thẩm lưu hưởng môi sinh khẽ nhếch một tiếng huynh trưởng cũng chưa gọi ra thân hình run rẩy dữ dội mặt đẹp lộ ra biểu tình thống khổ kêu thảm thiết một tiếng cùng kỳ chưa bị luyện hóa thành công từ trong cơ thể nàng trốn thoát từ tinh liên thoát lực thân mình ngã xuống mặt đất phủ kín cát sỏi cảm giác như đã từng quen biết đánh úp lại thần hồn nàng như bị ai túm vào trong nước biển im lìm chìm xuống đáy biển không thấy ánh sáng dần dần mất đi ý thức. Đang mơ hồ, không biết rơi vào trong lòng ngực ai. Dựa gần thực ấm áp, người nọ hình như đang gọi nàng. Hẳn là đế phụ, hoặc là ca ca, huynh trưởng, từ tinh liên nghiêng mặt đi. Khóe môi hơi cong, ý thức theo thần hồn cùng nhau ngủ nặng nề. Sau khi hành cửu âm bắt lấy nàng, vốn định hủy diệt thần hồn của nàng, đúc một cái vật chứa không có ý thức hoàn mỹ nhưng cây châm cài trên tóc từ tinh liên kia, lại là một pháp bảo gần như thần khí. Đem thần hồn cùng chân thân từ tinh liên bảo hộ đến cực tốt. Hành cửu âm không gây thương tổn được. Đành phải dùng pháp thuật làm thần hồn nàng lâm vào hôn mê. Sau khi cấm chế đế vân vũ thiết hạ đem thần hồn từ tinh liên kéo trở về được một lúc ngắn ngủi. Lại trở về nguyên trạng. Thẩm lưu hưởng ôm lấy từ tinh liên. Tham nhập linh lực thấy nàng không bị thương nhưng bất kể làm như thế nào người đều không tỉnh dậy thẩm lưu hưởng nhíu chặt mày hoài nghi pháp thuật ra sao gây ra trong nguyên tắc từ tinh liên mất tích hiện giờ xem ra hơn phân nửa là hành cửu âm thành công đoạt tạo hóa phi thăng mấy hậu chiêu chuẩn bị này không hề cần đến từ tinh liên liền bị bỏ rơi trong quan tài gỗ tím bất tử bất diệt cũng lâu dài không thể thức tỉnh thẩm lưu hưởng cắn chặt răng tìm nơi sạch sẽ buông từ tinh liên trong lòng ngực ra chỉ cần thần hồn bình yên vô sự chắc chắn có thể tìm được biện pháp trước mắt kết giới xung quanh yêu đều chưa phá y đến giải quyết cùng kỳ trước thẩm lưu hưởng lấy bội kiếm ra ngẩng đầu vừa nhìn lại bị cảnh tượng cách đó không xa làm chấn động cùng kỳ đang nuốt thi thể hành cửu âm hành cửu âm ngã xuống đất nửa người trên bị cắn xé đến không còn hình dáng trái tim thủng một lỗ cũng bị nhặt lên một ngụm nuốt mất. Cùng kỳ dùng phương pháp nguyên thủy nhất của yêu thú. Cướp lấy tu vi, thẩm lưu hưởng từng biết cùng kỳ có bao nhiêu khó đối phó. Lập tức muốn ngăn cản. Nhưng không chờ y ra tay. Hành cửu âm chỉ còn nửa người bỗng chốc động đậy. Một trưởng đem cùng kỳ đánh đi. Bộ phận thiếu trên thân thể một lần nữa mọc dài ra. Lồng ngực trống rỗng khép lại hành cửu âm đã sớm luyện ra chín trái tim đem thú hạch giấu ở một trong số đó chỉ cần chưa làm bị thương đến thú hạch hắn liền có chín cái mạng hành cửu âm đứng lên lập tức thi pháp đánh tới cùng kỳ lực khôi phục của yêu thú vốn là cực mạnh loại ma thú như cùng kỳ này lại càng xuất sắc hơn hơi cho hắn cơ hội thở dốc là linh lực có thể khôi phục hiện giờ lại nuốt một chút huyết nhục cửu anh khôi phục càng thêm nhanh lại thêm nhất thời nửa khắc liền khó có thể đối phó hành cửu âm biết rõ chuyện này triệu ra diệt thần đỉnh linh lực đánh vào trong đó tức khắc làm phong vân biến sắc chỉ thấy đỉnh ba chân nguyên bản to bằng bàn tay bay lên giữa không trung biến to gấp mấy lần thân đỉnh màu đen nhiễm một tầng màu đỏ nhạt cùng kỳ bị ném vào đó kèm từng trận gào giống thân đỉnh lắc lư không thôi cơ hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Nhưng đợi phù văn trên đó vừa hiện ra, tiếng kêu rên bên trong dần dần biến mất, thân đỉnh khôi phục bình tĩnh, trở nên nồng đậm như máu. Thẩm Lưu Hưởng nhìn đến cả người lạnh toát. Lúc hành cửu âm dùng đỉnh này thả quan tài gỗ màu tím ra. Y vậy mà chưa phát hiện đây là Diệt Thần đỉnh, pháp khí mạnh nhất ở phần cuối trong nguyên tác. Chỉ là người nắm giữ không phải hành cửu âm thôi. Lúc ấy yêu tộc chỉ nghe hiệu lệnh của một người. Người nọ chính là dùng đỉnh này đem Tố Bạch Triệt nuốt vào trong đó. Người ý đồ cứu Tố Bạch Triệt nhiều vô số, đều là nhân vật có có uy tín danh dự trong tam giới. Một người tiếp một người tiến vào trong đỉnh. Kết quả những người này, thần hồn câu diệt trong Diệt Thần đỉnh, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tiểu thế giới trong đỉnh máu tươi thành biển, thi cốt thành núi, chỉ có mấy đại nam phụ còn sống nhưng cũng chịu nhiều đau khổ cuối cùng chu huyền lan đem nam tử mặt quỷ giữ đỉnh đánh bại mới đưa đoàn người tố bạch triệt thả ra pháp khí bậc này hiện giờ vậy mà lại ở trong tay hành cửu âm hay là ngay từ đầu chính là hắn chỉ là sau khi phi thăng mới ném vào phiến đại lục này bị nam tử mặt quỷ đoạt được hành cửu âm không trông cậy diệt thần đỉnh có thể giết chết cùng kỳ chỉ là muốn cho hắn ở trong đỉnh chịu tra tấn không ngừng linh lực chịu tiêu hao. Như thế, mới có thể bảo đảm cùng kỳ luôn ở trong trạng thái trọng thương. Đợi hắn giải quyết xong cấm chế trong cơ thể từ tinh liên. Lại thả ra, luyện hóa, ánh mắt hành cửu âm dừng trên người từ tinh liên. Sắc mặt thầm lưu hưởng biến đổi. Lần này hành cửu âm lại không cho y cơ hội. Tu vi của hai người hơn kém mấy trăm năm. Tu vi cao hơn một cảnh giới đã có cách biệt một trời. Hành Cửu Âm trực tiếp bắt lấy Thẩm Lưu Hưởng, như lúc trước với Cùng Kỳ, ném y vào Diệt Thần Đỉnh. Thế gian không ai biết trong đỉnh có cái gì hơn Hành Cửu Âm. Thẩm Lưu Hưởng làm hỏng mong muốn cả đời của hắn, ném y vào trong đỉnh, là vì Thẩm Lưu Hưởng sẽ gặp tra tấn còn thống khổ hơn thiên đao vạn quả. Huống chi, bên trong còn có Cùng Kỳ. Một khắc bên ngoài là 10 năm trong đỉnh, không biết Thẩm Lưu Hưởng có thể chống đỡ bao lâu chấm 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 chấm. Nói không chừng. Giờ phút này cùng kỳ đã nuốt y từng tấc từng tắc. Hành cửu âm khoanh chân ngồi xuống. Vô cùng khoái ý. Dây lát. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Kết giới đã có dấu hiệu vỡ vụn. Trước khi thành công luyện hóa cùng kỳ không thể để ai tới quấy giày. Hành cửu âm thi pháp. Hao phí một chốc thời gian. Gia cố kết giới. Chuẩn bị thỏa đáng tất cả xong. Hành Cửu Âm nhìn từ Tinh Liên nằm một bên, đang định giải quyết cấm chế trong cơ thể nàng. Cự đỉnh đỏ đen trước mặt bỗng kịch liệt run rẩy, phù văn hiện ra, ánh sáng lập lòe không ngừng, lại có xu thế nứt toạc. Sắc mặt Hành Cửu Âm đại biến, lập tức thi pháp khống chế. Nhưng Diệt Thần đỉnh nổ ầm vang một tiếng lớn, thân đỉnh chia năm xẻ bảy, pháp khí bản mạng bị hao tổn. Hành Cửu Âm phốc phun ra ngụm máu, có người từ trong đỉnh thả người nhảy ra. Hành Cửu Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không thể tưởng tượng mà quát, cùng kỳ sao ngươi? Giọng nói cứng lại, mắt Hành Cửu Âm trừng lớn đến mức tận cùng, biểu tình trên mặt cứng đờ, ngơ ngác mà há miệng thở dốc. Sao có khả năng? Hắn đem người ném vào Diệt Thần đỉnh. Đã qua một khắc, trong đỉnh đã qua 10 năm. Kẻ hèn phàm thai, sao có khả năng còn sống? Người ra ngoài cũng không phải cùng kỳ, mà là một thanh niên cả người đầy máu. Mái tóc thanh niên nhẹ bay trong gió, mắt phượng đỏ ngầu nhìn Hành Cửu Âm, khóe môi nhẹ cong, cười đến mức có chút quỷ dị. Hành Cửu Âm lui bước về phía sau. Vậy mà lại là Thẩm Lưu Hưởng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phàm thai nhục thể, sao có thể sống sót trong Diệt Thần Đỉnh? Nhưng trong tầm mắt, thanh niên kia đang không ngừng tới gần không chấp nhận được hắn không tin. Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ. Chỉ là sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Ánh mắt lộ ra tối tăm trồng chất thật dài lâu. Khóe môi hơi câu. Ý cười lại không đến được đôi mắt phượng đỏ ngào. Hành cửu âm cảm nhận được một cỗ áp bách làm người hít thở không thông từ người y. Đều không phải là từ tu vi phát ra. Mà là sợ hãi từ trong xương cốt. Đó là yêu tộc. Áp chế huyết thống. Ánh mắt hành cửu âm đầy băn khoăn rừng hai tròng mắt như nhiễm máu. Dừng một chút, mây mù trong lòng bỗng nhiên tản ra. Trừng lớn mắt, cùng kỳ. Là cùng kỳ. Ngươi luyện hóa ma thú. Tâm thần hành cửu âm kịch liệt chấn động. Chậm chạp không chịu tin tưởng một màn trước mặt này. Thứ nhất, luyện yêu thuật là tà thuật. Hắn phí thật lớn công phu chắp vá lung tung mới học được. Thế gian hẳn là chỉ có một mình hắn biết. Thẩm lưu hưởng học được từ đâu? Thứ hai hắn đem cùng kỳ nhốt ở trong đỉnh. Là vì để hắn chịu tra tấn. Luôn luôn ở trong trạng thái trọng thương chết khiếp. Thẩm lưu hưởng vào diệt thần đỉnh. Sẽ gặp những thứ giống với cùng kỳ. Nhưng y không có thân hình tráng kiện mạnh mẽ như ma thú. Chỉ bằng chân thân nhân tộc giòn như giấy mỏng. Sao có khả năng ở trong đỉnh 10 năm không chết. Còn luyện hóa ma thú. Hành cửu âm tức bại hoại. Cũng may lý trí vẫn còn đối mặt với thẩm lưu hưởng chậm rãi tới gần không chút do dự quay đầu bỏ chạy luyện hóa yêu thú tầm thường đã thập phần gian nan loại ma thú như cùng kỳ này càng khó như lên trời tuy không biết thẩm lưu hưởng luyện hóa thành công như thế nào nhưng cho dù y có lợi hại tâm lao cũng không nhốt được cùng kỳ bao lâu chỉ cần chờ nhất thời nửa khắc liền sẽ bị cùng kỳ phản phệ nổ tan xác mà chết trong lòng hành cửu âm biết hiện giờ không thể địch lại được. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Đợi thẩm lưu hưởng tự chịu diệt vong xong lại tính toán. Nhưng hắn không dự đoán được. Mới vừa bay lên không trung Ánh sáng tước mặt tối sầm lại. Tiếp theo, phanh, một tiếng. Bóng người rơi xuống. Nện xuống thành một cái hố to trên mặt đất. Trung quanh tràn ra những cái khe chẳng chịt như mạng nhện. Trong miệng hành cửu âm không ngừng trào ra máu tươi một chiếc ủng dẫm lên ngực hắn thong thả ung dung mà nghiền nghiền chạy đi đâu bên ngoài kết giới mọi người bằng vào linh lực hỗn tạp bay ra khỏi kết giới phán đoán bên trong có người đánh nhau còn không chỉ có hai người nhất thời nôn nóng lại lo lắng đế quân đi rồi rốt cuộc ai còn ở yêu đều ma thú rốt cuộc đã chết hay chưa tiếng kêu lúc trước là tiếng của cùng kỳ đi trong kết giới lại có động tĩnh Mau xem. Từ tinh thần đứng một mình một chỗ trao mày. Lực chú ý không ở trong kết giới. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn chằm chằm Nguyên Anh nằm ở khuỷu tay. Mở cái miệng nhỏ ra thở dốc từng ngụm từng ngụm. Trên mặt toàn là lo lắng. Mới vừa rồi Nguyên Anh thẩm lưu hưởng sinh ra khác thường. Đột nhiên mồ hôi như mưa. Cả người bụi máu nhàn nhạt vờn quanh. Cùng lúc đó, trên người hắn tựa hồ có khí tức từ tinh thần không phát hiện đến tràn ra làm cho yêu tu xung quanh đều hướng ánh mắt kinh hãi tới từ tinh thần nhanh chóng ôm hắn vào trong ngực dùng ống tay áo che khuất tiểu thân ảnh tìm nơi không người yên tĩnh đế vân vũ phi thăng rời đi từ tinh thần khổ sở đến cực điểm nhưng suy nghĩ sẽ không ngã xuống trong lòng liền chỉ mong chờ may mắn một ngày nào đó hắn với từ tinh liên thẩm lưu hưởng có thể đi tìm đế phụ có thể gặp lại nhưng trước mắt nhìn thấy nguyên anh thẩm lưu hưởng xuất hiện vấn đề thường thường lộ ra trạng thái gần chết máu cả người từ tinh thần đều lạnh toát hắn dùng linh lực ôn hòa che chở nguyên anh mắt thấy sự sống gần như biến mất thanh âm không tự chủ được run rẩy ngươi ở trong kết giới làm cái gì ngươi xảy ra chuyện gì vậy đế phụ không ở ta chỉ còn ngươi với tinh liên thôi cũng may chỉ chốc lát sau khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của nguyên anh khôi phục bình thường bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều lại trưởng thành hơn một chút rút đi nét non nớt hài đồng biến thành bộ dáng thiếu niên ngũ quan tuấn mỹ nhưng thân thể vẫn là nho nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay giúp ở trong khuỷu tay từ tinh thần hàng mi đen nhánh không nhịn được rung động hai bàn tay nhỏ bắt lấy vạt áo hắn một hồi cuộn tròn lại tựa hồ lạnh đến mức tận cùng một hồi lại như bị ai đặt lên đống lửa cả người mướt mồ hôi há mồm thở hổn hển điều duy nhất không thay đổi chính là sự thống khổ trên mặt từ tinh thần không cần dùng đầu nghĩ cũng biết thẩm lưu hưởng nhất định xảy ra chuyện rồi nhưng hắn bị ngăn ở ngoài kết giới kết giới này là đế phụ lập nên căn bản không phá được từ tinh thần không thể làm gì đi đến bên kết giới đạp một cái cho hả giận không nghĩ tới ánh sáng kết giới chợt lóe vậy mà phát ra tiếng vang thanh thúy từ không trung vỡ vụn mở ra kèm vô số giọt sáng rơi xuống kết giới bị phá cùng lúc đó nguyên anh trên khuỷu tay biến mất không thấy sắc mặt từ tinh thần biến đổi nhanh chóng bước vào trong đó mới vừa rồi trong kết giới hành cửu âm đau đớn gào lên một tiếng không còn sự sống thẩm lưu hưởng buông hàng mi xuống mắt phượng lộ ra lạnh lẽo người chết rồi cũng không buông tha tính toán nếu hành cửu âm sống lại lần thứ hai, sẽ lại giết lần nữa. Đáng tiếc không đến một lát. Trong ngực chợt chấn động. Thẩm lưu hưởng che miệng. Máu tươi đỏ thắm từ giữa các ngón tay mảnh dài tràn ra. Sắc mặt y càng thêm tái nhợt. Một tầng bụi máu khiến tầm mắt trở nên hoảng hốt. lảo đảo trở lại mặt đất. Vốn tính toán mang từ tinh liên đi. Nhưng ma thú trong cơ thể đã bắt đầu phản phệ trên trán thẩm lưu hưởng chảy ra mồ hôi lạnh. Dưới làn da trắng nõn lờ mờ nổi lên mạch máu màu xanh. Đầu ngón tay y nắm chặt. Dương tay đánh nát kết giới. Đem Nguyên Anh gọi về xong liền biến mất tại chỗ. Kết giới vỡ vụn. Đoàn người dẫn đầu đuổi tới. Từ tinh thần nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh trên mặt đất. Sắc mặt trắng nhợt. Quỳ xuống bên cạnh từ tinh liên. Ánh mắt lăng dạ nhàn nhạt quét vòng xung quanh đến tận khi trông thấy linh kiếm vênh vang nhiễm máu sắc mặt mới đổi đổi còn lại chư vị yêu vương dẫn đầu chạy tới bên cạnh hành cửu âm biểu tình khác nhau nhìn chằm chằm thi thể hắn ai ngờ hành cửu âm khụ một tiếng sống lại tảng lớn đám đông phía sau thấy không có thân ảnh hung thú lập tức dũng mãnh đi tới cùng kỳ đâu cùng kỳ ở nơi nào xung quanh một mảnh phế tích tàn lưu dấu vết cùng kỳ tàn sát bừa bãi. Mọi người đều bị sợ hãi. Tìm người duy nhất ở đây biết được đã phát sinh chuyện gì là hành cửu âm. Đại yêu vương. Cùng kỳ còn tồn tại. Ma thú đã thương ngươi rồi chạy sao? Sao đế cơ lại ở đây? Nàng cũng bị thương. Hành cửu âm được thủ hạ tới nâng dậy. Mặt không còn chút máu khụ một tiếng. Đón ánh mắt mọi người. Ánh mắt âm lãnh. Gần từng chữ một cất cao giọng nói là thiếu quân đế cung thẩm lưu hưởng thiện tu tà thuật luyện hóa cùng kỳ đả thương bổn vương và đế cơ cùng hung cực ác hiện bổn vương kêu gọi lời còn chưa dứt một nam tử áo xanh xuất hiện trước mặt hắn bàn tay thon dài hướng cổ họng hành cửu âm bóp lấy khóe môi không còn nụ cười ôn hòa ngữ khí lạnh băng khuyên ngươi nói cẩn thận hành cửu âm vội vàng nắm lấy thủ hạ ngăn cản xoay người né tránh. Lại muốn hét lớn. Gương mặt bị, phanh, cái đấm một quyền. Nói bậy. Toàn là bịa chuyện. Y sẽ không như thế. Cầm miệng. Ngươi cầm miệng cho bổn thiếu quân. Hành cửu âm phun ra búng máu. Mang theo mấy cái răng gãy. Chỉ cảm thấy gặp phải hai kẻ điên. Nhưng bọn hắn càng không cho hắn nói. Hắn càng phải nói. Còn muốn giống lớn tiếng hơn. Cho người khắp. Tam giới đều biết được. Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa ma thú đạt được pháp lực vô thượng. Hiện giờ tẩu hỏa nhập ma, không ai có thể kháng cự, cũng không thuốc nào cứu được. Bây giờ, bổn vương kêu gọi anh hùng có nghĩa khí trong tam giới, đồng tâm diệt trừ. Vừa sang ngày mới, tin tức chấn động tam giới lại truyền ra. Thế gian nổi lên sóng to gió lớn, sao sao sao. Mưa to đã hơi nhỏ bớt. Trong một mảnh yên tĩnh, Hạt mưa trong suốt từ lá cây chảy xuống, nện xuống vũng nước bùn phát ra một tiếng tí tách. Hơi lạnh mỏng manh từ mặt đất dâng lên. Theo mưa bụi tản ra khắp khu rừng. Thẩm Lưu Hưởng uốn gối cuộn người dưới tảng cây. Không biết là lạnh hay vì lý do nào khác, thân ảnh mảnh khảnh không nhịn được phát run. Một đầu tóc ướt rầm dề dán ở trên người. Theo thời gian trôi đi, mái tóc mềm mượt dần dần trở nên trong suốt, thành màu bạc tựa như bông tuyết bao trùm trên đó thẩm lưu hưởng bỏ mặc mắt phượng nhắm chặt ý thức tụ tập trước tâm lao trong lòng tâm lao là một nơi sâu trong thức hải là một nhà giam lúc này phù văn luyện yêu dựng lên một chiếc cửa sắt nhốt lại một nam tử quần áo rách nát đầu tóc bạc trắng cả người bọc máu hắn phát hiện thẩm lưu hưởng đã đến mở to đôi mắt đáy mắt ánh máu xẹt qua sau đó nhếch miệng cười nâng tay lên chỉ chỉ phù văn đang nứt ra một chút ngươi xong rồi mới đầu không giết chết thẩm lưu hưởng cuối cùng lại bị luyện hóa cùng kỳ vừa hận vừa bực vừa kinh ngạc vui mừng duy nhất chính là cuối cùng cũng được rời khỏi cái đỉnh quỷ kia kế tiếp thời khắc phù văn hoàn toàn rách ra chính là lúc hắn phản phệ nhanh thôi thẩm lưu hưởng không chống nổi bao lâu nữa đâu thăm dò phù văn xong thẩm lưu hưởng chống một tay vào thân cây đứng lên đầu ngón tay đâm vào vỏ cây thô giáp bất chi bất giác máu tràn ra phiến rừng này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến bát hoang thẩm lưu hưởng không khống chế được ma thú trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể chịu phản phệ mà chết không khỏi nghĩ đến bát hoang gặp một người bằng không chết cũng không cam lòng chỉ là y có chút không chịu đựng nổi yêu lực ngang ngược trong cơ thể bắt đầu bạo động cơ hồ sắp phá tan kinh mạch trào dâng mà ra thẩm lưu hưởng mất khống chế trực tiếp một trưởng làm gãy nát thân cây ầm vang một tiếng xong trong rừng khôi phục bình tĩnh một lát cách đó không xa lại chuyển đến tiếng vang thân ảnh áo trắng xuyên qua rừng tư dung nhu mỹ khí chất thanh nhã xuất trần tuy lẻ loi một mình lại không được nói chuyện mà lời nói lại hoàn toàn bất đồng với bề ngoài cảnh đẹp ý vui Ít mẹ nó giả vờ người tốt đi. Người dẫn yêu. Cốt đan đến đây. Còn không phải vì để ta tới tìm Chu Huyền Lan sao? Sai rồi. Ta nói sai rồi. Ta không phải người. Thật mẹ nó cô phụ ý tốt của ngươi. Tố Bạch Triệt không kịp phòng ngừa mở miệng. Lại vội vàng dùng lời nói dối dỗ đồng khê. Đáy lòng lại cười lạnh. Đợi gã đoạt yêu cốt đan giải quyết Chu Yếm xong. Sẽ lại luận dài ngắn với cái hệ thống ngu xuẩn này theo lời đồng khê nói yêu cốt đan liền trốn ở phía trước cách đó không xa tố bạch triệt cong khóe miệng lên cười cười tăng tốc độ nhanh hơn bỗng một thân ảnh áo đỏ tóc bạc từ trên trời giáng xuống gã phản ứng cực nhanh lùi lại cần cổ tinh tế vẫn bị bóp chặt ngươi sau khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương tố bạch triệt chừng lớn mắt sợ tới mức hoa dung thất sắc lại là thẩm lưu hưởng tố bạch triệt ngẩn ra đối tượng một đôi mắt phương lạnh băng màu đỏ tươi. Đột nhiên phản ứng lại. Cơ hồ biết được một cái đại bí mật kinh thiên. Ngươi luyện hóa yêu thú. Thẩm lưu hưởng vô tình nói chuyện với gã. Bàn tay trắng nõn như ngọc chợt siết chặt. Tiếng nói khản đặc. Ngươi tới tìm yêu cốt đan phải không? Ở đâu? Nói cho ta. Tố Bạch Triệt coi yêu cốt đan là bùa cứu mạng. Làm sao chịu chắp tay nhường lại? Lắc đầu đối phương cũng không tin gã đơn giản một tay thi pháp đánh tới lại không nghĩ thực lực của thẩm lưu hưởng xưa đâu bằng nay bị gã đánh một kích không hề gợn sóng nhìn gã tức khắc cảm giác hít thở không thông bao phủ tố bạch triệt cơ hội cuối cùng yêu cốt đan ở đâu ánh mắt thẩm lưu hưởng lạnh nhạt không trả lời ta liền dùng siêu hồn thuật tức khắc sắc mặt tố bạch triệt đại biến đại danh siêu hồn thuật gã đã nghe qua như lưỡi dao đục khoét thần hồn. Sống không bằng chết. Sau khi siêu hồn, hơi vô ý chút còn sẽ biến thành kẻ ngốc. Tố bạch triệt tức giận. Hận không thể đem thẩm lưu hưởng thiên đao vạn quả. Nhưng gã không biết đối phương luyện hóa yêu thú nào. Tu vi quá mức đáng sợ. Trực tiếp làm người không sinh ra nổi lòng phản kháng. Địch, sao sao sao. Trong sơn động sâu không thấy đáy. Thân ảnh áo trắng khoanh chân ngồi. Đống lửa trước mặt nổ lách tách, ánh lửa rừng trên mặt, tràn đầy hung ác nham hiểm. Chỗ rẽ cách đó không xa, quang ảnh giao hội, ánh sáng đỏ như ẩn như hiện, thường thường kèm theo tiếng kêu rên thảm thiết, chỉ nghe đã khiến người kinh hãi run sợ. Không dám nếm thử đây là kiểu tra tấn gì, nhưng tố bạch triệt hâm mộ không thôi. Đồng thời hận ý trong lòng đạt tới cực hạn, không có yêu cốt đan từ đây gã chỉ có thể dựa vào đồng khê giúp gã áp chế chu yếm lấy sự cố chấp của đồng khê hơn phân nửa sẽ bắt gã tiếp tục nhiệm vụ hoàn thành một chút tiến độ sẽ cho gã một chút đường sống quả thực là ác mộng đều do thẩm lưu hưởng ban tặng trong lòng tố bạch triệt tràn ngập căm hận cùng tức giận mắt cũng dần dần đỏ lên chu yếm bắt đầu đánh vào phong ấn trong thân thể gã tố bạch triệt phun ra búng máu dùng ống tay áo trắng tuyết lau đi vết máu xong như có cảm giác mà nghiêng đầu tiếng ngâm đau không biết đã ngừng từ khi nào một thân ảnh áo đỏ xuất hiện ở chỗ rẽ mái tóc bị yêu biến trắng đã khôi phục như thường mái tóc đen mềm mượt hơi ướt vài sợi tóc mái rơi xuống chi khí tăm tối trên mi tâm vẫn còn chỉ là mắt phượng không còn đỏ ngảo chỉ hơi phiếm đỏ một bàn tay thon dài đặt lên vách đá Nửa khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên ẩn trong bóng tối. Nửa bên hiện ra trong ánh lửa, trông rất đẹp mắt, Tố Bạch Triệt nhìn đến sừng sốt, chợt há mồm muốn tức giận mắng, nhưng lo lắng chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ hủy thi diệt tích gã ngay tại đây. Không khỏi ngậm miệng, vì mạng nhỏ, đại trượng phu co được giãn được. Tố Bạch Triệt giật nhẹ khóe miệng, yêu cốt đan cho ngươi. Thấy ngươi ăn vào hiệu quả không tồi, nên thả ta đi đi. Dứt lời. Gã đợi một lúc lâu. Phát hiện kết giới ở cửa đồng vẫn chưa thu lại. Trong lòng giật nảy. Lửa giận bốc cháy lên hừng hực. Địch. Ngươi chơi ta. Đoạt bảo vật không đủ. Một hai phải giết người có phải hay không? Thẩm lưu hưởng nghe gã quen thuộc mắng chửi người. Biểu tình khẽ biến. Nhìn chằm chằm gã như suy tư gì. Nhưng lúc này thẩm lưu hưởng phiền toái quấn thân không có thời gian lãng phí ở đây. Đem nghi hoặc vứt sang một bên. Bước nhanh đi đến bên cạnh tố bạch triệt. Gã thấy y lại đây. Vừa mắng vừa trốn. Nhưng phản kháng của gã đối với thẩm lưu hưởng đã luyện hóa cùng kỳ mà nói. Không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Đầu ngón tay thẩm lưu hưởng tràn ra bốn sợi linh lực. Chói chặt tay chân tố bạch triệt. Vững chắc cột vào vách đá. Đừng nhúc nhích. Mặc kệ ân oán trong quá khứ hiện giờ Tố Bạch Triệt cũng coi như đã cứu y một mạng. Không có yêu cốt đan. Tố Bạch Triệt cách ngày bị chu yếm phản phệ cũng không xa. Thẩm lưu hưởng đã có sức lực của cùng kỳ. Muốn áp chế chu yếm. Giải quyết hắn trong cơ thể Tố Bạch Triệt cũng không phải việc khó. Y cũng không nhiều lời. Một trường ấn vào ngực Tố Bạch Triệt. Linh lực tới thẳng tâm lao. Tố Bạch Triệt lại liều mạng dãy giụa lên, đủ rồi. Đủ rồi, đệch thì ra ngươi cất giấu tâm tư này đừng chạm vào ta ấn gã lên trên tường trói buộc tứ chi tư thế này tố bạch triệt quá quen rồi quen đến nỗi da đầu tê dại đặc biệt là thời khắc thẩm lưu hưởng duỗi tay sờ ngực gã tố bạch triệt tức đến thất khiếu bốc khói các loại thăm hỏi ùn ùn không dứt nhưng mắng một lúc lâu phát hiện quần áo còn êm đẹp mặc trên người mình tố bạch triệt ngẩn người người trước mặt nhẹ rũ hàng mi mắt phượng lẳng lặng nhìn gã nhìn kỹ đuôi mắt hơi cong phiếm chút đỏ ánh mắt ngưng tụ như đang nhìn một kẻ ngu ngốc sau đó thanh niên thu tay rồi giọng nói rơi xuống thẩm lưu hưởng tiêu trừ kết giới cất bước rời khỏi sơn động tố bạch triệt đứng ở tại chỗ một lúc lâu che che ngực hậu chi hậu giác phản ứng lại chu yếm không còn trong thân thể gã chấm 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 hỏi chấm than chấm than hoặc kép phẩy chấm phẩy chấm sắc trời bên ngoài đã tối thẩm Lưu hưởng đã có khả năng một giây ngàn dặm thả thần thức ra cũng có phạm vi vượt mức bình thường y đứng ở giao lộ nhắm mắt thả thần thức ra chỉ chốc lát sau thần thức liền đến đô thành xa xôi y không biết chu Huyền Lan ở đâu muốn tìm kiếm tung tích không dự đoán được thả thần thức ra lại tìm được tin tức khác ai có thể nghĩ thẩm lưu hưởng giáp tâm hại người. Vậy mà muốn luyện hóa cùng kỳ. Còn thành công. Thật là đáng sợ. Nếu không có lời chính miệng đại yêu vương nói. Sợ là thế gian không ai dám tin. Y chính là nhi tử của đế quân A. Bôi đen đế cung như vậy. Nếu đế quân biết được. Sợ là tức giận đến mức phải về luôn. Đừng nói nữa. Nếu đế quân ở. Nhất định một trường đánh chết nghiệp chướng này nghe nói đế cơ trọng thương đến nay chưa tỉnh y a đến muội muội mình cũng hạ tử thủ được thật là xúc sinh cũng không bằng Xuyệt! nhỏ giọng chút thẩm lưu hưởng có bản lĩnh thông thiên nói không chừng có thể nghe được lời chính nghĩa của chúng ta muốn tới giết chúng ta đấy không sợ cùng kỳ tuy đáng sợ ai ngờ thẩm lưu hưởng lại có được vài phần yêu lực hiện giờ chúng yêu vương tề tụ ở yêu quật thương thảo đại kế trừ ma chắc chắn sẽ lấy cái đầu trên cổ y trong vòng một ngày tin tức thẩm lưu hưởng luyện hóa ma thú đã chuyển khắp các góc trong tam giới phố lớn ngõ nhỏ đều là lòng người hoảng sợ trông cậy vào thế lực dẫn dầu các giới làm ra ứng đối nhưng ngoài yêu giới thái độ của hai giới kia thập phần cổ quái tu chân giới mọi người nhón chân mong chờ ba đại tông môn ngoài tây dương tông hai tông khác đều lộ ra cổ quái kiếm tông luôn luôn trừ ma vệ đạo tích cực nhất đi đầu giữ gìn sự an ổn của tu chân giới vậy mà lần này vững như thái sơn động tĩnh duy nhất chính là phái kiếm tôn diệp băng nhiên đến yêu giới thanh lăng tông bên kia lấy lý do tông chủ lăng dạ không ở không thể tự tiện hành sự cũng từ chối lời mời của các đại tiên môn mà ma giới từ trước đến nay chỉ nghe lệnh của một mình ma tôn nam diệu quyền không cho động sẽ không có ai động kết quả là ánh mắt mọi người trong tam giới chỉ có thể đặt ở yêu giới vào đại quân phạt ma lấy đại yêu vương cầm đầu đêm nay yêu quật quyết nghị vạn chúng nhìn vào bóng đêm như mực trong đại điện dạ minh châu tỏa ánh sáng ôn nhuận nhu hòa đem biểu tình trên mặt chúng yêu vương chiếu đến rõ ràng hành cửu âm thu hết vào đáy mắt. Sau khi những người này biết được luyện yêu thuật tồn tại, thẩm lưu hưởng còn luyện hóa thành công. Giá tâm đều viết ở trên mặt. Hận không thể lập tức bắt được thẩm lưu hưởng. Đem cùng kỳ thả ra. Tự luyện hóa cho mình. Hành cửu âm hừ lạnh trong lòng. Một đám ngu xuẩn. Luyện hóa cùng kỳ thì sao? Sớm hay muộn cũng rơi vào phản phệ. Thẩm lưu hưởng hẳn là đã sớm bị cùng kỳ phản phệ thần hồn câu diệt hiện giờ hành cửu âm gấp là mau chóng tìm được cùng kỳ đại điện yên tĩnh mấy khắc hành cửu âm ho nhẹ một tiếng kế sách bây giờ là mau chóng tìm được kẻ cùng hung cực ác này nhưng tìm được xong nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ trước tiên phải thông chi cho bổn vương nếu không lấy thực lực của các ngươi chắc chắn để kẻ tên thẩm lưu hưởng kia trốn nói đến một nửa thanh âm đột nhiên im bặt cửa điện mở rộng ra một thân ảnh không biết đứng đó từ khi nào thanh niên mặc một bộ xiêm y nhạt màu nhiễm máu trong đêm nhìn như người mặc áo đỏ khẽ nâng mày khóe môi cong lên một độ cong làm hành cửu âm đặc biệt quen thuộc sắc mặt hành cửu âm biến đổi bỗng chốc từ ghế ngồi dậy vậy mà còn chưa bị cùng kỳ phản phé sao có khả năng những người khác trong điện vốn ngo ngoe dục dịch muốn xuống tay với thẩm lưu hưởng đến tận khi phát hiện một cỗ uy áp vô hình bao phủ lại đây thân mình không thể động đậy tức khắc sắc mặt trắng nhợt mồ hôi to như hạt đậu tích táp rơi xuống không dám hành động thiếu suy nghĩ thực lực này tuyệt đối không thể dùng lực thẩm lưu hưởng chậm rãi đi đến chỗ hành cửu âm y không tàng ẩn thân hình mọi người ngoài điện lập tức nhìn thấy y sôi nổi lộ ra hoảng sợ loạn thành một đoàn ma thú ma thẩm lưu hưởng tới chạy mau chạy mau không ổn rồi mau cứu đại yêu vương một hàng người không sợ chết nhằm phía đại điện lại không nghĩ đều đụng phải kết giới ở cửa vừa phẫn nộ ngẩng đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy một màn giết chóc máu chảy đầm đìa trong điện các yêu vương cũng như bọn họ chỉ là cách gần hơn sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu tiếng kêu thảm thiết của hành cửu vang vọng trong ngoài đại điện xoay quanh bầu trời yêu quật làm mọi người chân cẳng nhũn ra tâm sinh hàn ý mọi người kêu gào ngoài cửa điện dần dần an tĩnh lại hành phi tham sen lẫn trong trong đó sắc mặt trắng bệch sợ tới mức tè ra quần bỏ chạy đầu tiên phụ vương hắn vậy mà trong lúc thẩm lưu hưởng hạ thủ không hề có lực đánh trả thẩm lưu hưởng biết hắn biết hắn là nhi tử của hành cửu âm nói không chừng tiếp theo là đến lượt hắn hành phi tham vừa chạy thủ hạ vốn trung thành tận tâm thấy thế cũng đều chạy trốn toàn bộ yêu quật lập tức binh hoang mã loạn thẩm lưu hưởng giải quyết xong hành cửu âm không biết có phải vì bị ma thú ảnh hưởng hay không liền nhảy lên mái điện vậy mà không nhanh không chậm nhìn cảnh tượng hoàng hốt loạn đến cực điểm này xa xa nhìn lại thanh niên trên mái điện mặc bộ áo đỏ, vạt áo tung bay trong gió, một mình ngồi dưới ánh trăng, co lên một chân, trong bàn tay nhỏ dài trắng như ngọc, có nắm một viên thú hạch cửu anh trong suốt, vết máu trên đó chưa khô, lại thưởng thức mùi ngon, y hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ có chút tái nhợt, cánh môi lại đỏ như máu, khóe môi gợi lên, lông mày cũng cong, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào nhìn chằm chằm thú hạch một lúc lâu lại lộ ra vài phần thô bạo tựa hồ nháy mắt tiếp theo liền phải đại khai sát giới đến tận khi phát hiện một ánh mắt như có cảm giác mà nhìn lại nam tử mặc huyền bào không biết tới từ khi nào dần dần tới gần y lại phảng phất như sợ dọa đến y tiếng nói trầm thấp mềm nhẹ sư tôn đừng sợ đệ tử tới rồi thẩm lưu hưởng ngẩn người theo bản năng giấu thú hạch trong tay ra sau lưng. Như tiểu hài tử phạm sai lầm. Biểu tình hoảng hốt. Bước chân Chu Huyền Lan cứng lại. Trong lòng như bị tàn nhẫn xẻo một đau. Đau muốn chết. Thẩm lưu hưởng giấu tay sau lưng. Mười ngón nhỏ dài trắng nõn nắm chặt thú hạch. Lực đạo cơ hồ muốn nghiền nát thứ này. Chu Huyền Lan rời khỏi yêu đều mới chỉ hai ba ngày mà thôi. Y lại cảm thấy đã qua lâu lắm. Tính cả thời gian trong diệt thần đỉnh y đã mười mấy năm không gặp chu huyền lan hiện giờ thẩm lưu hưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy thân ảnh thon dài dưới ánh đèn cung điện lại có loại cảm giác như đã cách một đời nhưng thẩm lưu hưởng không nghĩ giờ phút này nhìn thấy chu huyền lan y vừa mới giải quyết hành cửu âm máu trên tay vẫn còn nóng trong đại điện phía dưới bảy trái tim của hành cửu âm bày thành một hàng xung quanh phảng phất còn tiếng kêu đau đớn khi hắn chết lúc ấy hành cửu âm dùng các loại pháp thuật đều vô dụng khi chỉ còn lại một mạng cuối cùng trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng thậm chí hắn bỏ cả mặt mũi yêu vương nằm dưới đất cầu xin nhưng chờ hắn chỉ có nụ cười lành lạnh thẩm lưu hưởng móc thú hạch ra khuôn mặt kín yêu văn của hành cửu âm trở nên vạn vẹo kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngoài đại điện đáng sợ dữ tợn những yêu vương còn lại trong biện ai cũng sợ hãi một cử động nhỏ cũng không dám thẩm lưu hưởng không biết bọn họ đang sợ cái gì oan có đầu nợ có chủ y sẽ không lạm sát kẻ vô tội chẳng qua trên mặt những người này quá mức kinh hoàng tầm mắt hướng tới như nhìn quái vật thẩm lưu hưởng không thích khó tránh khỏi lộ ra không vui không vui trồng chất nhiều quá sát ý liền tràn ra nhưng y ngăn chặn rất nhanh đem chúng yêu vương đánh bay đi bộ rời khỏi đại điện ra đến ngoài lại thấy bộ dáng mọi người hoảng sợ thất thố trong lòng cực kỳ sung sướng vì thế y ngồi trên nóc nhà xem cơ hồ biểu tình sợ hãi của những người này rơi vào trong mắt là những thứ thơm ngon thẩm lưu hưởng cảm thấy không thích hợp nhưng không khống chế được mặt mày lệ khí mọc lan tràn y biết lúc này dáng vẻ mình ra sao nghĩ đợi thêm một lúc tiêu bớt táo ý trong lòng sẽ rời đi ai ngờ chu huyền lan lại tới thẩm lưu hưởng theo bản năng đem thú hạch giấu đi nhìn thấy thân ảnh đang đi tới lại vội vàng phá hủy đại điện phía dưới hủy thi diệt tích trượt tay giấu sau lưng kéo lên khóe miệng hướng chu huyền lan cười cười ngươi đã đến rồi à sao rồi thức tỉnh thành công lời còn chưa dứt y bị chu huyền lan dùng sức kéo vào trong lòng ngực bên tai truyền đến tiếng nói áp lực đến mức tận cùng đừng cố cười với ta như vậy thực xin lỗi sư tôn là đệ tử không tốt là đệ tử tới chậm một lần nữa đem thẩm lưu hưởng ôm vào trong ngực trái tim kề bên vực sâu của chu huyền lan mới dần dần thu về cánh tay ôm người thật chặt tựa như muốn đem người nhập vào trong xương cốt còn ở còn ở sư tôn của hắn còn ở đây thời khắc vừa xuất quan nghe thấy tin tức máu cả người chu huyền lan đều chảy ngược trong đầu chỉ có một ý niệm sư tôn đừng có việc gì cái gì luyện hóa ma thú cũng được gì cũng được như thế nào cũng được chỉ cần y còn sống thời điểm sư tôn cần hắn nhất hắn không ở hắn vậy mà không ở bên cạnh sư tôn cả người chu huyền lan lạnh băng đến tận khi nhìn thấy người đứng trên nóc đại điện thần kinh căng chặt mới dần dần thả lỏng. Nhưng chưa kịp vui sướng. Trong lòng đã bị tàn nhẫn xẻo một đao. Thẩm lưu hưởng giấu thú hạch dính máu. Như đã làm chuyện gì tội ác tài trời. Sợ bị hắn phát hiện. Trên mặt toát ra biểu tình hốt hoảng như vậy. Sư tôn đừng sợ, trái tim chu huyền lan như bị đao cắt. Tiếng nói khàn khàn phiếm run. Ta tới rồi. Về sau sẽ không để sư tôn chịu một chút tổn thương nào nữa chu huyền lan tới gấp quần áo còn dính mưa trên người lạnh toát nhưng hơi thở lại ấm áp hơi thở quen thuộc bao phủ mà đến thẩm lưu hưởng ngẩn người khóe môi đang cong lên dần dần rơi xuống y dựa đầu vào vai chu huyền lan má hơi phồng lên điều chỉnh hít thở một lúc lâu mắt phượng đỏ bừng ướt át mới khôi phục như thường ta rất ổn không bị thương đế phụ cũng phi thăng rồi Thẩm Lưu Hưởng ném thú hạch cửu anh xuống, muốn ôm lấy người trước mặt, giơ tay lại phát hiện lòng bàn tay ướt át, dính máu, y trà lên áo, lau xong bỗng nhiên nhớ tới, run rẩy, máu, máu trên áo, không phải của ta, là của cùng kỳ. Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng dùng mình, mi Mì mắt Chu Huyền Lan hơi rũ, tàn nhẫn nắm chặt tay, một lát buông y ra, chậm rãi nói: chúng ta về bát hoang về sau ở lại thương tuyết cư. Thẩm lưu hưởng hơi giật mình, thương tuyết cư. Đệ tử đã chuẩn bị nơi này từ rất sớm. Mỗi cây mỗi cỏ đều lấy theo sở thích của sư tôn. Nhất định sư tôn sẽ thích, Chu Huyền Lan nhìn y. Đế quân đi rồi. Sư tôn về sau chắc chắn sẽ muốn ở bên cạnh ta. Đều theo sở thích của ta. Thẩm lưu hưởng sừng sốt. Hàng mi đen mảnh dài hơi run rẩy. Vậy ngươi có ở trong đó không? trái tim Chu Huyền Lan run rẩy. Ở, ta sẽ luôn ở bên cạnh sư tôn. Được. Vậy ta, ngực thẩm lưu hưởng chợt chấn động. Sắc mặt bỗng chốc trắng nhợt. Là cùng kỳ. Yêu cốt đan đem kinh mạch toàn thân thẩm lưu hưởng mở rộng ra. Trở nên có thể thừa nhận yêu lực ngang ngược hung hãn. Để tránh nổ tan xác mà chết. Nhưng cũng giới hạn trong này. Cùng kỳ không thể rời khỏi tâm lao đã được yêu cốt đan gia cố nhưng lại dùng hồn lực cường đại khống chế y ý thức của thẩm lưu hưởng tham nhập vào tâm lao nhìn thấy đôi tay cùng kỳ bắt lấy cửa lao biểu tình không phẫn nộ như lúc trước mà là kích động hưng phấn long tộc là long tộc năm đó ha 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 còn sống đế vân vũ vậy mà buông tha hắn không không đúng là thiên đạo vậy mà không giết hắn hay là hắn trốn kỹ không bị phát hiện mau mau để ta gặp hắn. Cùng mưu đại kế muôn đời. Cùng kỳ cao hứng gần như điên cuồng. Hồn lực tranh đoạt với thần hồn của thẩm lưu hưởng. Muốn đoạt xá. Tâm thần thẩm lưu hưởng kịch liệt chấn động. Lập tức một trường đẩy Chu Huyền Lan ra. Chu Huyền Lan không hề phòng bị. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị linh lực hung dữ đẩy ra. Cánh tay buông lỏng. Để người trong lòng ngực bay lên không trung. Sư tôn. Thẩm lưu hưởng, đừng tới đây y sắp không khống chế được tuyệt đối không thể để chu huyền lan tới gần năm đó ngoài tứ đại ma thú giáng thế còn có một quả trứng rồng cùng kỳ hiển nhiên nhận ra chu huyền lan thẩm lưu hưởng không biết hắn muốn nói gì với chu huyền lan nhưng hơn phân nửa không phải chuyện tốt theo bản năng muốn chu huyền lan cách cùng kỳ càng xa càng tốt thẩm lưu hưởng cắn chặt răng mắt phượng dần dần đỏ lên thấy sắc mặt chu huyền lan tức khắc biến đổi vào khoảnh khắc hắn đuổi theo. Y xé rách không gian rời khỏi yêu quật. Cùng lúc đó, cùng kỳ trong tâm lao bỗng nhiên chấn định. Trên mặt đầy nghi hoặc. Hơi thở này là gì? Cực kỳ nhạt. Chỉ có một sợi. Bị cùng kỳ nhạy bén bắt được. Như đã từng quen biết làm người chán ghét. Sư tôn. Chu huyền lan nắm vào khoảng không. Ánh mắt thoáng chốc tối sầm. Lấy tu vi hiện giờ của thẩm lưu hưởng. Có thể dây lát đi ngàn dặm y lại cố tình ẩn hơi thở. Căn bản không phán đoán ra y đi nơi nào. Ngao Nguyệt tránh ở chỗ tối cả người run run. Phẩy chấm, phẩy chấm. Tiên quân ác quỷ chạy rồi. Chu Huyền Lan sẽ không muốn bắt hắn cho hà giận chứ. Đang kinh hồn táng đảm. Hắn nhìn thấy một thân ảnh áo xanh bay đến yêu quật. Lăng già dạ quét mắt nhìn bốn phía. Không phát hiện thân ảnh thầm lưu hưởng. Nhìn về phía nam tử huyền bào phát hiện tu vi của đối phương xưa đâu bằng nay, sắc mặt khẽ biến, chậm rãi toát ra vài phần sát ý, nhưng rất nhanh bị ngăn chặn, lại hỏi, y ở đâu? Chu Huyền Lan liếc xéo, ngữ khí lạnh lẽo, không liên quan đến ngươi, hắn muốn đi tìm Thẩm Lưu Hưởng, không rảnh phản ứng người này, vừa dứt lời, thân ảnh thon dài biến mất không thấy, sao sao sao? Đêm khuya, một con trùng đen nhỏ bò trên một chiếc lá rụng, gió lạnh thổi qua, suýt nữa đem nó thổi bay xuống đất. Thẩm lưu hưởng ngồi xổm dùng ống tay áo chắn gió, nhìn kỹ trùng nhỏ trên chiếc lá, ánh mắt đen tối không rõ. Cùng, kỳ trong tâm lao âm u, người này quả nhiên có đam mê với trùng. Trong diệt thần đỉnh cũng như thế, rõ ràng người đều sắp chết. Lơ đáng nhìn thấy một con trùng đen còn cong khóe miệng cười một cái. Sau này tình huống có tốt hơn rảnh rỗi liền đi vào trong rừng. Không nhìn thấy thì dùng tay đào cũng muốn đào ra một con. Trong diệt thần đỉnh không có người sống. Đều là ác quỷ khát máu. Vì thế cùng kỳ đương nhiên cho rằng thẩm lưu hưởng bị tra tấn điên rồi. Coi nhẹ y. Thế cho nên mới chôn xuống mầm tai họa bị luyện hóa. Tự thân khó bảo toàn. Còn ngắm trùng. Không muốn chết liền vào nói chuyện với ta. Nghe vậy. Thẩm lưu hưởng tụ tập ý thức đi vào trước tâm lao. Thần hồn ngươi không kham nổi một kích. Nếu không mấy ngày ta liền có thể mạt sát. Đoạt xá với ngươi, cùng kỳ nói, nếu ngươi không muốn chết. Liền nghe mệnh lệnh của ta. Thẩm lưu hưởng hơi hít mắt. Cùng kỳ luôn luôn có gì cũng nói. Vậy mà không đoạt xá. Lại cho y một đường sống. Thực sự cổ quái. Y cảnh giác hỏi, ngươi muốn nói gì? Cùng kỳ hỏi, ngươi cũng biết thời không thuật. Sắc mặt thẩm lưu hưởng biến đổi thời không thuật là pháp thuật cấp bậc truyền thuyết trong đại lục tương truyền có thể thao túng thời gian xoay chuyển quá khứ với tương lai nhưng pháp thuật này trải qua ngàn vạn năm gần như chỉ là truyền miệng vẫn luôn hư vô mờ mịt cùng kỳ đột nhiên nói đến chẳng lẽ thần thuật này thật sự tồn tại cùng kỳ nhìn biểu tình của y ngươi không tin thời không thuật tồn tại ta cũng vậy nhưng ta vốn là ma thú thời kỳ Hồng Hoang, mấy trăm năm trước lại cùng mấy gia hỏa khác đi đến nơi này. Ngoài pháp thuật này ra, không có cách giải thích nào khác. Mặt Thẩm Lưu Hưởng lộ vẻ hoảng sợ. Trong lòng phòng đoán chứng thực, Đế Vân Vũ từng nói: "Năm đó cùng tứ đại ma thú dáng thế, còn có Chu Huyền Lan, hắn với Lăng Già dạ đều từng ám chỉ Chu Huyền Lan không nên tồn tại ở hiện tại, xuất hiện không hợp lý." nhưng đến từ thời kỳ hồng hoang xa xưa thì làm sao hiện giờ chu huyền lan đang ở đây vậy là đủ rồi thẩm lưu hưởng nhìn cùng kỳ chẳng lẽ ngươi sẽ dùng thời không thuật ta sẽ không cùng kỳ nói cho nên tìm ngươi hợp tác ngươi bảo tiểu tử long tộc kia dùng thời không thuật đưa ta về nhà ta liền buông tha ngươi sao nào sắc mặt thẩm lưu hưởng đại biến sao hắn biết thời không thuật ta đoán hắn biết đám lão gia hà long tộc kia bản lĩnh thông thiên vậy mà đưa hắn đến đây chắc chắn sẽ chuẩn bị cho hắn không ít thứ tốt loại thần thuật như thời không thuật này sao có thể không chuyển cho hắn cùng kỳ nói ngươi chỉ cần đem lời ta nói chuyển cho hắn là được thẩm lưu hưởng lại nói ta cự tuyệt phải chấm cùng kỳ không thể tưởng tượng cho ngươi một con đường sống ngươi còn không cần thẩm lưu hưởng hơi thu khóe mắt thần thuật nghịch thiên bậc này Người thi thuật chắc chắn phải trả giá đại giới không nhỏ. Người kiên trì bảo hắn thi pháp, nhưng từ đầu tới cuối cũng không muốn hắn truyền thụ pháp thuật để ngươi tự làm. Chẳng phải vừa lúc chứng minh, dùng pháp thuật này phải trả giá cực lớn, ngươi tuyệt đối không tự mình làm. Trong tâm lao trầm mặc một cái chớp mắt. Cùng kỳ nói, ngươi phản ứng thật ra rất nhanh. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm thẩm Lưu Hưởng, nếu ngươi không phối hợp ta chỉ có thể tự làm trong lòng thẩm lưu hưởng căng thẳng nhìn thấy cùng kỳ nhếch miệng cười một cái lộ ra hàm răng trắng nhòn nhọn thái độ của ngươi không quan trọng ta chỉ muốn biết hậu bối long tộc kia có nguyện ý vì ngươi hay không nghe ta đi sắc mặt thẩm lưu hưởng trầm sâu vào lúc cùng kỳ bừa bãi cười to hết sức y kéo ý thức lui ra ngoài trùng đen nhỏ trên phiến lá không biết đã đi từ bao giờ thẩm lưu hưởng đứng im tại chỗ một lúc lâu thả nguyên anh ra nguyên anh một bộ dáng vẻ thiếu niên tùy ý trương dương đuôi lông mày nhẹ nhướn hỏi y khi nào về trường uyên phong trường uyên phong thẩm lưu hưởng im lặng đỉnh núi cũ ở thanh lăng tông đã từng là đỉnh núi mà ngũ uyên đạo nhân phương trung khanh ở theo lý là nơi y lớn lên biểu tình của thẩm lưu hưởng phức tạp y ở trong diệt thần đỉnh mười năm tu vi tinh tiến nguyên anh bên ngoài theo đó mà trưởng thành không ít hơn phân nửa ký ức đã quay lại thẩm lưu hưởng vốn tưởng rằng ký ức là của nguyên thân mình chỉ là một người khách qua đường chưa từng nghĩ y hoàn toàn lâm vào trong đó y như tự mình trải qua tuổi nhỏ đến thanh lang tông bái nhập môn hà của ngũ uyên đạo nhân phương trung khanh từ đây ở tại trường uyên phong có vị sư tôn như trích tiên Sư tôn quanh năm thả buông mái tóc đen. Mi tâm điểm một nốt chu sa. Hai mắt như băng lưu ly. Xinh đẹp lại không mất sắc bén. Mới gặp. Y thấy dáng vẻ sư tôn thanh lãnh. Một bộ cự người ngoài ngàn dặm. Trong lòng không khỏi e ngại. Sau lại phát hiện trong lòng sư tôn mềm mại. Liền lớn mật hơn một chút. Thường xuyên đi nháo đi phiền hắn. Phương Trung Khanh Kỳ thật đến phạt người cũng không biết. Mắt lạnh tràn đầy không biết làm sao hoàn toàn không biết nên làm thế nào với tiểu đồ đệ đang làm ầm ĩ. Sau đó hắn liền học được. Mỗi khi đến lúc này, liền sách lăng dạ lại đây. Để kẻ làm sư huynh đến quản giáo tiểu đồ đệ muốn lật trời này. Nhưng tiểu đồ đệ có khi lại rất ngoan ngoãn. Sẽ gối đầu lên đầu gối hắn. Cái miệng nhỏ như lau mật. Toàn dán hắn. Nói chút lời ngon tiếng ngọt. Phương Trung Khanh ngẫu nhiên bị y chọc đến buồn cười. Môi mỏng hơi câu khuôn mặt thanh lãnh đều nhu hòa hơn vài phần thẩm lưu hưởng từ tuổi nhỏ đến thiếu niên chính là ban ngày đuổi theo sư huynh tu luyện giờ cơm thầy trò ba người ngồi vây quanh cùng nhau dùng cơm ban đêm dính sư tôn trêu đùa hắn cười ngoài lâu lâu gặp rắc rối bị phạt mỗi thời mỗi khắc đều thật vui sướng y vốn tưởng rằng sẽ cùng sư tôn sư huynh ở trường uyên phong vẫn luôn như thế sống tiếc nhưng phương trung khanh rời đi trước tiên Tu vi tới rồi. Cần phải chặt đứt nhân quả thế gian. Không ai biết hắn có thành công phi thăng hay không. Mà lăng dạ thành tông chủ tân nhiệm. Thường xuyên đi vòng vèo giữa chủ phong và trường uyên phong. Thẩm lưu hưởng thấy hắn bận rộn mệt mỏi. Liền không kiên trì ở lại trường uyên phong nữa. Dọn đến chủ phong. Đến lúc y bước lên vị trí tiên quân. Có được phong riêng của mình. Cũng liền tách ra. Sau đó lại. Đầu thẩm lưu hưởng tê dần xoa xoa mi tâm ký ức của nguyên thần chỉ có tới đây y thu hồi nguyên anh người đã tới chân trường uyên phong rồi mấy ký ức này quá mức chân thật thẩm lưu hưởng nhớ lại còn có thể nếm được một chút ấm áp từ bên trong thậm chí y còn có chút phân không rõ đây là ký ức của y hay là của nguyên thân thẩm lưu hưởng tới trường uyên phong là muốn tìm đáp án nhưng không nghĩ tới y đi bộ lên đỉnh núi ngước mắt vừa nhìn trên muôn vàn thềm đá có một nam tử áo xanh đang đứng khóe môi ngậm cười khuôn mặt ôn nhuận như ngọc cười còn nhẹ hơn gió xuân rốt cuộc đã chịu trở lại rồi sao thẩm lưu hưởng ngừng ở nửa đường vạt áo nhẹ bay trong gió giữa môi khẽ run sư huynh lăng dạ đi xuống thẩm lưu hưởng lại như chim sợ cành cong lui lui ra sau lăng dạ hơi nhíu mi thân hình nhoáng lên xuất hiện trước mặt thẩm lưu hưởng một phen nắm lấy cổ tay mảnh mai trắng nõn vì sao phải lui ta là sư huynh ngươi ngươi sợ ta tổn thương ngươi sao thẩm lưu hưởng đột nhiên lắc đầu không phải trong cơ thể ta có ma thú y dùng sức tránh thoát ra ta không khống chế được sư huynh cách xa ta một chút mau cách xa ta một chút thẩm lưu hưởng cũng không biết vì sao khoảnh khắc lăng dạ xuất hiện cùng kỳ bộc phát ra sát ý ngập trời không ngừng đánh mạnh vào phù văn lung lay sắp đổ điên cuồng trong tâm lao y không khống chế được mau một chữ vừa ra khuôn mặt tuấn mỹ của thẩm lưu hưởng lộ ra hung thần chi khí đột nhiên đánh về phía lăng dạ sắc mặt lăng dạ biến đổi sư đệ cùng kỳ cùng kỳ đoạt xá hai mắt đỏ đậm yêu văn hình dạng quỷ dị bò lên mi tâm thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm nam. Từ áo xanh trước mặt. Như muốn uống máu nuốt thịt người này. Thiên đạo. Khoảnh khắc lăng dạ xuất hiện. Sợi hơi thở cùng kỳ phát hiện lúc ở yêu quật lại tới nữa. Cảm giác lần này lâu hơn một chút. Lâu đến mức cùng kỳ phản ứng lại. Dây là hơi thở vô tình của thiên đạo. Thời đại hồng hoang. Vốn là thời kỳ yêu thú hoành hành. Nhân tộc ngoài số ít người xuất sắc. Với yêu tộc mà nói, đều là tồn tại như những con kiến nhưng thiên đạo không nhân từ thiên kiếp giáng xuống cự thú hồng hoang đại yêu trên thế gian đều rơi vào kết cục thần hồn câu diệt đó là hạo kiếp đã gần như hủy diệt cả yêu tộc cùng kỳ với thao thiết nhân lúc long tộc chưa chuẩn bị xâm nhập để tiểu bối rời khỏi thời không thuật lúc này mới chạy thoát khỏi tai họa tràn ngập tuyệt vọng đầy trời tiếng kêu rên kia cùng kỳ nhận ra hơi thở thiên đạo từ trên người lăng dạ tuy chỉ có một sợi nhưng đủ để hắn kích phát sát ý thao thao muốn đem người này bầm thây vạn đoạn hai người giao thủ toàn bộ không gian đều run rẩy đệ tử thanh lăng tông từ trong mộng bừng tỉnh ra cửa nhìn lên không trung tất cả đều sợ tới mức mặt không còn chút máu thẩm tiên quân không không là ma thú không xong tông chủ gặp nạn giao thủ vài chiêu. Cùng kỳ càng thêm chắc chắn thiên đạo dáng thế. Liền bám lên người nam tử áo xanh trước mặt. Trong lúc nhất thời, sát ý càng thêm nồng đậm. Nhưng, hắn ngạc nhiên chính là, thiên đạo này vậy mà không hạ tử thủ với hắn. Lại nơi trốn cố kỵ cái gì đó. Cùng kỳ cân nhắc trong lòng. ầm ầm cười to, thiên đạo vậy mà cũng có lúc mềm lòng. Không đúng, là người này không chịu. Đang phản kháng lại ngươi. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Sau khi phát hiện điểm này, cùng kỳ càng không kiêng nể gì. Trực tiếp thu lại phòng ngự. Vận linh lực toàn thân. Một kích phải giết. Cho dù chỉ có một sợi thiên đạo. Ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Đúng. Lăng giả không dám hạ tử thủ. Bó tay bó chân. Hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tức khắc bị trọng thương. Mắt thấy không tránh khỏi một kích này. Lại không nghĩ. Một kích này cùng kỳ đánh chật. Sắc mặt cùng kỳ trầm xuống. Nâng tay lên nhìn. Hắn công kích tất nhiên sẽ không có sai lầm. Là thần hồn của thẩm lưu hưởng đang quấy nhiễu hắn. Cùng kỳ giận đến mở to hai mắt. Lại làm một kích kinh thiên. Lăng dạ hơi mở lớn mắt. Cơ hồ nhận thấy cái chết sắp đến. Thời khắc nguy cấp. Hắn cắn lưỡi thanh tỉnh một phần. Không thể chết được. Hắn tuyệt đối không thể chết thân ảnh áo xanh rơi vào đại trận bảo vệ núi đã mở ra cùng kỳ đánh một kích nện lên trận pháp trong phút chốc thanh lăng tông trời sụp đất nứt chấn động không thôi nhưng đại trận ngàn năm vẫn còn thủ vững thanh lăng tông sắc mặt cùng kỳ xanh mét tầm mắt dừng trong trận pháp nhìn thấy thần sắc nhảy nhót trên mặt đám đệ tử thanh lăng tiếng nói u lãnh cao hứng cái gì một đám con kiến chỉ là một cái trận pháp vớ vẩn mà thôi cùng kỳ cười lạnh vẫy tay một cái không trung lại xuất hiện mấy trăm con dị thú trận to một con mắt duy nhất đỏ máu móng vuốt như lưỡi dao lộ ra sắc lạnh trong thanh lăng tông thoáng chốc yên tĩnh một mảnh các đệ tử thấy một màn trên không trung này chân cẳng đều nhũn ra cả người run rẩy mấy dị thú này chỉ có bản năng hung hãn nguyên thủy cho dù chỉ có một con đối phó cũng gây tổn thất thảm trọng mà trước mắt lại là che trời lấp đất một khi trận pháp vỡ ra tức khắc có thể xé rách bọn họ mọi người thanh lăng vô cùng sợ hãi mà giờ phút này người đã từng là tiên quân đang khống chế tất cả dị thú kia ở bọn họ trong mắt nghiễm nhiên đã thành ác quỷ đáng sợ nhất cùng kỳ cười lạnh lẽo ầm ầm đập vỡ đại trận bảo vệ núi hắn đánh về phía lăng dạ đồng thời lệnh dị thú triệu tới giết chết mọi người. Tối nay, hắn muốn đồ sát thanh lang tông. Đại trận vỡ vụn, mọi người tức khắc mất sạch huyết sắc. Mắt thấy đầy trời dị thú đang lao xuống. Lăng giả dạ phun ra búng máu. Đối mặt với công kích chớp mắt đã tới. Cả người hắn rét run. Như rơi vào hầm băng. Không thể. Hắn không thể chết được. Thân hình trọng thương của lăng giả dạ để lại từng vết máu trên mặt đất hắn liều mạng tránh đi nhưng cũng không kịp rồi hắn nắm chặt mười ngón tầm mắt dần dần rơi vào bóng đêm chút ý thức cuối cùng của lăng dạ ánh mắt rừng trên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trái tim luôn luôn không gợn sóng đột nhiên đau đớn nếu hắn chết rồi chết dưới tay thẩm lưu hưởng sẽ trở thành mộng yểm cả đời thẩm lưu hưởng không sao thoát ra được phanh lúc này một thân ảnh huyền bào chợt tới trở tay chống lại một kích của cùng kỳ đem lăng già chết ngất mang đi đồng thời thả ra uy áp cường đại làm người hít thở không thông làm dị thú đang đánh úp về phía mọi người thanh lăng sợ đến cứng đờ cút trên bầu trời thanh lăng tông mấy trăm con dị thú mở to một con mắt màu đỏ tươi cánh lớn quát lên gió đêm lạnh thấu xương kèm tiếng gào giống kinh thiên hung thần chi khí phá tan vòm trời mấy dị thú này chưa mở linh trí dựa vào bản năng kiếm ăn nguyên thủy mà hành động hàng năm cắm rễ ở yêu giới thân thể cường hãn cao lớn cho dù tu sĩ hóa thần cảnh đối đầu với chúng cũng khó tạo được thương tổn gì lúc này gặp cảnh cùng kỳ triệu hoán mà đến một mảnh đen nhìn nghịt xoay quanh bầu trời thanh lăng mọi người thanh lăng tông phía dưới thấy màn này tựa như nhìn thấy cảnh tận thế đặc biệt là tông chủ trọng thương rơi xuống đất bọn họ không biết còn ai có thể ngăn cản không khí làm người hít thở không thông bao phủ thanh lăng thời khắc đại trận bảo vệ núi vỡ vụn tuyệt vọng cùng sợ hãi của mọi người đạt tới đỉnh điểm tiếng thét gào chói tai nổi lên bốn phía lúc này dị thú hung ác đang đánh tới lại cứng đờ ngừng lại đôi cánh lớn vỗ giữa không trung nửa là sợ hãi nửa là mê mang nhìn chằm chằm thân ảnh huyền bào vừa tới bọn nó không có linh trí bản năng của yêu tộc tuần hoàn cá lớn nuốt cá bé. Cùng kỳ lợi hại, liền nghe lệnh hắn. Người này lợi hại, liền nghe lệnh không động. Tập thể dị thú ngừng giữa không trung, Tựa hồ đang dối rắm nên nghe lệnh người nào. Đến lúc Chu Huyền Lan quát lạnh, cút, xong. Liền có lựa chọn. Động tác nhất trí bay đi. Dị thú che trời lấp đất rút đi như thủy triều. Ánh trăng không bị che khuất sáng sáng một lần nữa chiếu xuống thanh lăng tông suýt nữa biến thành phế tích chúng đệ tử phục hồi tinh thần lại sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập trên mặt chạy chạy dị thú chạy rồi người kia là ai sao lại cứu chúng ta sao ta chưa bao giờ gặp hắn là cửu yêu vương yêu giới nghe nói trước kia là đệ tử thanh lăng tông chúng ta cái gì là yêu vương yêu vương xảy ra chuyện gì hắn vừa mới cứu chúng ta hắn cũng từng là đệ tử thanh lăng a vậy mà dễ dàng đuổi dị thú đi còn có thể ngăn thẩm tiên phi đại ma thần luyện hóa cùng kỳ lại thực lực bậc này sợ là vô địch tam giới đi chu huyền lan đem lăng dạ ném cho lăng mạc sơn và lăng kim diệp vừa đuổi tới ba người tuổi thiếu niên từng là bạn tốt cùng nhau tu luyện ở thanh lăng tông luận bàn tỉ thí với nhau không nghĩ tới lúc gặp lại lại là quang cảnh như thế này. Không còn như trước nữa. Lăng Kim Diệp dừng bước chân. Hồ lô bên hông nhẹ lay động. Sừng sốt. Nhất thời không nói ra lời. Lăng Mạc Sơn cõng lăng dạ lên. Nói, đa tạ. Chu Huyền Lan lạnh nhạt, không cần. Ta không phải vì thanh lăng tông. Hắn chỉ không muốn sau khi. Sư Tôn tỉnh lại. Phát hiện tự tay giết lăng dạ hủy hoại tông môn mới ra tay mà thôi chỉ là không muốn sư tôn khổ sở hắn không lấy ơn báo án như vậy không nhân nghĩa như vậy chu huyền lan cũng không quay đầu lại mà rời đi đuổi theo hướng cùng kỳ biến mất cùng kỳ nhìn thấy chu huyền lan vốn muốn nói chuyện với nhau một phen nhưng hắn chỉ tạm thời áp chế thần hồn thẩm lưu hưởng thời gian lâu một chút cũng không áp chế được nữa bị thẩm lưu hưởng nửa khống chế mang đi phanh một thân ảnh chợt rơi xuống. Đánh vỡ sơn cốc yên lặng. Yêu văn đỏ đậm trên mi tâm thẩm lưu hưởng tan đi. Khoảnh khắc vừa tỉnh lại. Ý thức vọt tới trước tâm lao. Y nhìn chằm chằm cùng kỳ tùy ý cười to bên trong. Đôi tay bắt lấy cửa lao do phù văn hóa thành. Mười ngón dùng sức đến trắng bạch. Một đôi mắt phượng màu đỏ tươi lộ ra sát ý xưa nay chưa từng có. Cùng kỳ nói, biểu tình của ngươi là sao? Muốn giết ta? nhưng ngươi không làm được muốn giết hắn trừ phi diệt được thần hồn hắn nhưng thần hồn hắn đã trải qua thiên truy bách luyện từ thời hồng hoang lại trải qua trăm ngàn năm năm tháng khó từ nạn diệt thế gian ai có thể làm được cho dù có người làm được hắn trốn trong cơ thể thẩm lưu hưởng dám dùng diệt hồn thuật với hắn hắn còn chưa chết chỉ sợ thần hồn còn yếu hơn người thường này của thẩm lưu hưởng sẽ không chống được mà hồn phi phách tán trước. Cùng kỳ không sợ hãi đi đến trước cửa phủ. Nhếch miệng nói, việc hôm nay chỉ là bắt đầu. Thần hồn của ngươi quá yếu. Hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nhưng, nếu ngươi không muốn chịu ta bài bố. Không muốn thần hồn bị ta cắn nuốt sạch sẽ. Liền khuyên tiểu bối long tộc kia dùng thời không thuật. Đưa ta về nhà. Cùng kỳ nghĩ tới nghĩ lui. Đoạt xá một lần thẩm lưu hưởng cảm giác được tư vị tuyệt vọng và bất lực này hẳn là không còn lý do cự tuyệt hắn ai ngờ thẩm lưu hưởng chỉ phun ra hai chữ cho hắn nằm mơ cùng kỳ lạnh mặt nhìn thấy khóe môi thẩm lưu hưởng kéo lên độ cong lạnh băng ngươi đang nói dối đôi mắt đỏ của cùng kỳ híp lại thẩm lưu hưởng vốn tin lời cùng kỳ nói cho rằng hắn muốn về nhà đến tận vừa rồi y mới nhớ tới đại yêu ở cuối thời kỳ hồng hoang đối mặt với thiên kiếp chỉ có một con đường chết cùng kỳ trăm phương nghìn kế chạy thoát làm sao lại nguyện ý trở về ngươi muốn hắn thi triển thời không thuật không phải muốn trở về mà là muốn tộc cùng kỳ bị giết dưới thiên kiếp đi đến nơi này nơi này không có thiên kiếp các ngươi lại là vô địch quả thực như một cõi yên vui có thể tùy ý làm bậy đây mới là mục đích của ngươi ánh mắt cùng kỳ khẽ biến sau một lúc lâu mới cong cong khóe miệng ngược lại cũng không ngu ngốc trong lòng thẩm lưu hưởng sinh hàn ý một cùng kỳ đã không đối phó được lại tới thêm vài con phiến đại lục này chẳng phải cũng trở thành nơi bọn chúng thống trị ngươi không có khả năng như nguyện đáng tiếc ngươi nói không tính cùng kỳ cười lạnh ta nói phải xem tiểu bối long tộc kia có biết thời không thuật hay không có nguyện ý thi pháp hay không Thẩm Lưu Hưởng, ta sẽ không để hắn như thế. Nếu thật để cùng kỳ thực hiện được, đến lúc đó trăm họ lầm than. Như vậy Chu Huyền Lan thi triển thời không thuật, mang ma thú đi vào đại lục hiện tại, chắc chắn bị nhìn người chỉ trích, tất cả tội nghiệp sẽ đổ vào thân, vĩnh viễn đều không rửa sạch. Thẩm Lưu Hưởng đã thấy Đế Vân Vũ Phi Thăng, biết được công đức thật sự tồn tại, người có công đức lớn, có thể đắc đạo phi thăng người tội nghiệt nặng sẽ không được chết tử tế hạ địa mục vô gian vào thời kỳ hồng hoang thiên kiếp giáng thế chính là vì yêu thú thượng cổ quá mức ngang ngược hung tàn coi sinh linh khác như cỏ rác. nhất tộc độc đại mới chọc thiên đạo ra tay giáng xuống đại kiếp nạn diệt thế tất cả đại yêu đều mất mạng không một ai chạy thoát lúc trước thẩm lưu hưởng không hiểu vì sao lăng già dạ phải trí chu huyền lan vào chỗ chết nghe lời cùng kỳ mới biết trên người hắn có một sợi thiên đạo nói như thế chu huyền lan đã bị thiên đạo theo dõi nếu hắn lại làm ra hành động trái thiên đạo chỉ cần còn đang ở phiến đại lục này thiên đạo sẽ không bỏ qua cho hắn là địch với thiên đạo chính là tổ tông của hắn những yêu thú xưng bá hồng hoang đó đều không làm được hắn làm sao ngăn cản được đừng đánh chủ ý lên hắn mặt thẩm lưu hưởng như xương lạnh ngươi có thể tiếp tục làm đại mộng xuân thu nhưng sớm hay muộn ta cũng sẽ làm ngươi tỉnh mộng cùng kỳ không nhanh không chậm cười một cái yêu văn bò lên trên mặt thành hình dạng quỷ dị một khi đã như vậy ta rửa mắt mong chờ rốt cuộc là ngươi giải quyết ta hay là ta đoạt xá ngươi nhưng hiện tại ta không bỏ được đem thần hồn ngươi nuốt rớt hậu bối long tộc kia hình như rất để ý ngươi ta bắt ngươi làm áp chế hiệu quả nhất định rất tốt thẩm lưu hưởng nhìn phù văn lui ra ngoài mở mắt liền đối với thượng một đôi mắt đen nhánh thẩm lưu hưởng run sợ nói tiếp sư huynh sao rồi chu huyền lan còn sống nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian thẩm lưu hưởng thở phào nhẹ nhõm sau đó bắt lấy tay áo chu huyền lan hơi chặt cùng kỳ ở trong thân thể ta ngươi sư tôn muốn nói gì không để y nói xong Chu Huyền Lan đánh gãy. Mặt mày lộ ra tối tăm. Sư tôn muốn nói ma thú ở trong cơ thể. Muốn ta cách xa ngươi chút sao? Hay lại muốn đem ta đẩy ra? Thẩm lưu hưởng khẽ run hàng mi. Chợt dỗi tay câu lấy cổ Chu Huyền Lan. Bốn phía tiếng lá rụng rào rạt. Khẽ nâng cầm. Hôn lấy đôi môi lạnh lùng đang bím chặt. Chu Huyền Lan sừng sốt. Hơi hơi mở to mắt. Lệ khí trên mi tâm hắn tan đi lạnh băng giữa môi cũng dần dần hòa tan không phải thẩm lưu hưởng hôn xong cúi đầu chôn vào cổ chu huyền lan tiếng nói phiếm run ta muốn nói cùng kỳ ở trong thân thể ta nhưng ngươi không phải sợ ta đừng rời xa ta bây giờ ta khống chế được hắn lúc nào không khống chế được ta sẽ tự mình đi trong lòng chu huyền lan tê dần siết chặt tay đem người chặt chẽ ôm vào trong ngực ở phương diện làm hắn đau lòng này Hình như thẩm lưu hưởng phá lệ có thiên phú, không thầy dạy cũng hiểu. Bách phát bách chúng cũng không thất thủ. Đừng sợ, đều giao cho ta. Chu Huyền Lan đè lại cái ót y, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen bóng, chấn an xoa xoa. Ta tới giải quyết cùng kỳ. Dứt lời, Chu Huyền Lan tham nhập linh lực, muốn xem xét tâm lao. sắc mặt thẩm lưu hưởng biến đổi, đè tay hắn lại linh lực trong cơ thể vừa chuyển. Đem linh lực bên ngoài muốn xâm nhập đuổi đi. Ngăn trở cha xét. Mặt Chu Huyền lan lộ vẻ khó hiểu. Thẩm lưu hưởng chui khỏi lòng ngực hắn. Kéo đề tài nói, ta có chuyện quan trọng công đạo với ngươi. Chu Huyền lan nhíu nhíu mày. Cũng không mắc mưu. Sao sư tôn không cho ta xem cùng ký? Đầu ngón tay thẩm lưu hưởng hơi siết chặt. Khi hắn một lần nữa dỗi tay tới. Lại lần nữa ngăn lại nhìn cũng vô dụng có phương pháp giải quyết cùng kỳ nhưng không ai có thể làm được nghe nói có phương pháp giải quyết cùng kỳ biểu tình chu huyền lan nháy mắt biến đổi cái phương pháp gì luyện yêu thuật thẩm lưu hưởng cắn cắn môi kỳ thật luyện yêu thuật không chỉ có thể vây khốn yêu thú còn có thể đem thần hồn nó chu sát như thế mới là luyện hóa triệt triệt để để nhưng tu vi của ta không đủ nhốt nó trong tâm lao đã là cực hạn chu huyền lan chậm rãi thu tay ý của sư ôn là trong quá trình tự luyện yêu thuật có thể luyện hóa thần hồn yêu thú hoàn toàn lấy được sức mạnh của hắn thẩm lưu hưởng gật đầu nhưng luyện hóa thần hồn cùng kỳ khó như lên trời không thần hồn của ai cường đại hơn hắn có thể so sánh với hắn chu huyền lan liền nói ngay có lẽ ta có thể trong lòng thẩm lưu hưởng đột nhiên run lên há miệng thở dốc trong cổ họng lại không nói ra lời Chu Huyền Lan thấy sắc mặt y khẽ biến. Nhạy bén người ra được một tia không thích hợp. Xảy. Ra chuyện gì? Sư tôn không tin ta. Hay luyện hóa thần hồn cùng kỳ. Sẽ có chỗ hỏng khác. Không có chỗ hỏng, thẩm lưu hưởng tàn nhẫn cắn đầu lưỡi. Biểu tình khôi phục bình thường. Ta chỉ lo lắng ngươi không luyện hóa được. Uổng phí công phu. Chu Huyền Lan cau mày. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không nói tiếp nữa về luyện yêu thuật hắn thực sự không biết nhiều lắm không phán đoán ra lời thẩm lưu hưởng là thật hay giả lúc này lại nghe thấy thẩm lưu hưởng nói tiếp tố bạch triệt từng luyện hóa chu yếm ta hủy diệt chu yếm trong thân thể hắn chính là thông qua giúp hắn luyện hóa thần hồn thẩm lưu hưởng thấy hắn bán tín bán nghi đem luyện yêu thuật truyền đi ngươi thong thả nghiên cứu nghiên cứu thấu sẽ minh bạch đây là biện pháp duy nhất giải quyết cùng kỳ chu huyền lan thu luyện yêu thuật sau đó phát hiện sắc mặt thẩm lưu hưởng trắng nhợt hắn dỗi tay muốn đỡ thẩm lưu hưởng lại như tránh rắn lui lui ra sau ôm ngực nói đừng tới đây ngươi tới gần ta sẽ phân thần như thế dễ dàng bị cùng kỳ khống chế bàn tay thon dài của chu huyền lan cứng đờ giữa không trung ta sẽ đứng bất động chờ sư tôn khống chế tốt ma thú lại tới gần chút nữa thẩm lưu hưởng rũ mắt nhấp môi không nói. Cùng kỳ hình như phát hiện ý đồ của y. Phát cuồng trong tâm lao. Gầm lên từng tiếng gào giống. Ý đồ phá tan phù văn. Nhưng cùng kỳ mới vừa đoạt xá y một lần. Giờ phút này có làm ầm ý như thế nào? Cũng không có khả năng thành công. Thẩm lưu hưởng không cho Chu Huyền Lan tới gần. Chỉ là lo lắng hắn tham nhập linh lực vào tâm lao. Gặp cùng kỳ. Đối phương chắc chắn muốn nói việc thời không thuật với hắn thẩm lưu hưởng không chút nghi ngờ chu huyền lan sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng điều kiện của cùng kỳ cho dù không biết thời không thuật cũng sẽ trăm phương nghìn kế đi tìm đấy không phải điều y muốn nhìn thấy trầm mặc thật lâu sau ngón tay thẩm lưu hưởng nắm vạt áo xiết thật chặt có một chuyện muốn nhờ ngươi nếu ta bị cùng kỳ khống chế thế gian không ai có thể kháng cự chỉ có ngươi còn có thể ngăn cản một chút chu huyền lan sửng sốt sư tôn là muốn ta. Đúng vậy, muốn ngươi ngăn cản ta. Thẩm lưu hưởng ngẩng đầu. Mắt phượng không chấp nhìn chằm chằm hắn. Nếu ta làm chuyện ác, chỉ có ngươi có thể ngăn cản ta. Chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Chu Huyền Lan run rẩy đôi môi. Là địch với sư tôn. Đứng đối lập với sư tôn. Loại sự tình này. Hắn. Coi như ta xin ngươi, thẩm lưu hưởng nhìn hắn. Gần từng chữ một nói chu huyền lan biểu tình cứng đờ gió xuyên qua rừng tiếng vang liên tiếp không ngừng không biết qua bao lâu hắn mới từ giữa răng nhả ra một chữ được thẩm lưu hưởng thở phào nhẹ nhõm đang muốn câu môi cười cười nhìn thấy chu huyền lan kéo vạt áo lộ ra hơn phân nửa bả vai đầu óc thẩm lưu hưởng rối loạn một chút vào thời khắc này chẳng lẽ chu huyền lan chu huyền lan muốn sắc dù y thẩm lưu hưởng nhẹ gãi gãi chóp mũi trong lòng loạn loạn đang muốn nâng ống tay áo lên làm tượng trưng mà che khuất ánh mắt chợt ánh mắt hơi đổi sắc mặt đột nhiên trắng bệch chỗ hõm vai chu huyền lan có một mảnh vải đen lóe ánh sáng nhu thuận trong bóng đêm thẩm lưu hưởng biết đây là vải ngược của chu huyền lan là nhược điểm chu huyền lan không thể để người ngoài biết được phải che chở cất giấu thật cẩn thận chính là nháy mắt tiếp theo dưới ánh nhìn chăm chú của y phiến vải ngược này bị ngón tay khớp xương rõ ràng ấn xuống bỗng chốc xé ra thẩm lưu hưởng ngơ ngẩn tầm mắt tức khắc bị màu máu nhiễm đỏ chu huyền lan tới gần y vải ngược chảy máu đầm bìa được đặt trong tay thẩm lưu hưởng trên người yêu tộc đều có mạch máu phiến vải ngược này chính là mạch máu của ta ta đem nó giao cho sư tôn sư tôn nhất định phải che chở nó tựa như che chở tính mạng của mình cái nào cũng đừng vứt bỏ không thèm nhìn lại tiếng chu huyền lan khàn khàn sư tôn ném đi cái nào đệ tử cũng đều không sống được trên mặt thẩm lưu hưởng không còn chút máu nào hồi lâu đem vải ngược thật cẩn thận cất đi chấm 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 ta biết rồi y móc linh dược từ túi chữ vật ra bôi lên miệng vết thương chảy máu đầm đìa của Chu Huyền Lan. Bôi thuốc xong, đem vạt áo một lần nữa khép lại. Sau đó lại như cho hà giận. Cách quần áo, chui đầu vào đó khẽ cắn cắn. Ánh mắt Chu Huyền Lan hơi tối. Nâng cầm y lên, cúi đầu hôn lấy cánh môi hồng nhuận. Thanh niên áo đỏ bị ấn lên thân cây. Lúc cảm giác muốn hít thở không thông. Y túm túm huyền bào to rộng. Lại bị bắt lấy cổ tay trắng nõn hôn đến càng sâu mặt đất loang lổ bóng hình cành lá tức khắc lắc nhẹ qua hồi lâu thẩm lưu hưởng mới được buông ra nghiêng mặt đi thở dốc y đề phòng chu huyền lan tham nhập linh lực phân tán sự chú ý làm hắn phát hiện mới bị giận dữ giam cầm trong ngực hôn môi sư tôn suy nghĩ cái gì thẩm lưu hưởng tránh ánh mắt hắn suy nghĩ một chút nói những dị thú đó tuy bị ngươi quát lớn rời đi nhưng thanh lăng với yêu giới cách nhau khá xa trên đường trở về chắc chắn sẽ làm náo động ngươi đi giúp ta chế phục bọn chúng được không chu huyền lan nhìn y sư tôn đi đâu ta thử xem có biện pháp khác áp chế cùng kỳ hay không thẩm lưu hưởng đè ngược lại nhíu mày nhưng rất nhanh câu môi cười một cái tuy rằng ta không tiện lộ diện nhưng sẽ trộm tới thăm ngươi chu huyền lan rũ hàng mi đen trầm mặc thật lâu sư tôn có thể khống chế cùng kỳ bao lâu đợi hắn nghiên cứu luyện yêu thuật liền có thể biết có thể luyện hóa thần hồn cùng kỳ được hay không trước mắt lo lắng duy nhất chính là thẩm lưu hưởng không chống được bao lâu thẩm lưu hưởng nói hắn mới vừa đoạt xá xong thần hồn mỏi mệt bất kham trong khoảng thời gian ngắn không động được ta ngươi mang theo ngọc giản nếu ta có khác thường bất cứ lúc nào cũng có thể thông chi cho ngươi Chu Huyền Lan hơi yên tâm một chút, một khi đã như vậy. Sư Tôn chờ ta, mấy dị thú này làm ác ở tu chân giới, hậu quả sẽ do Thẩm Lưu Hưởng gánh vác. Hắn đi giải quyết mấy phiền toái này. Thẩm Lưu Hưởng hơi gật gật đầu, đợi Chu Huyền Lan rời đi xong, ý thức đi đến trước tâm lao, cùng kỳ bắt lấy cửa, giận mở to hai mắt, muốn thoát ra cắn chết người trước mặt. Ngươi muốn cho Long tộc kia luyện hóa thần hồn ta? chớ quên, ta ở trong cơ thể ngươi. Thần hồn ngươi nhỏ yếu như vậy. Căn bản không chịu nổi bất kỳ pháp thuật gì có hại tới thần hồn. Thẩm lưu hưởng khoanh chân ngồi xuống. Không nói một từ. Vẫn đang nghiên cứu luyện yêu thuật. Y ở trong diệt thần đỉnh. Vì mạng sống mà trăm cây ngàn đắng luyện hóa cùng kỳ. Lúc đó mới có được một con đường sống. Ngoài từ tinh liên. Bất kỳ tâm lao của kẻ nào cũng không nuốt được ma thú y ăn yêu đan mới khóa được hắn chặt chẽ ở bên trong kế tiếp chỉ còn thần hồn theo lý thần hồn cùng kỳ không xúc dậy nổi bất kỳ sóng gió gì không có pháp thuật tương trợ muốn cứng rắn đoạt xá là khó như lên trời nhưng thần hồn thẩm lưu hưởng thập phần gầy yếu giống như đồ vật dễ vỡ miễn cưỡng ghép vào với nhau chớ nói so sánh với tu sĩ hóa thần cảnh bình thường ngay cả so với tu sĩ trúc cơ kỳ đều kém hơn Lúc này mới cho cùng kỳ có cơ hội. Dùng luyện yêu thuật luyện hóa thần hồn yêu thú. Là biện pháp có thể làm thứ này hồn phi phách tán trong cơ thể. Thẩm lưu hưởng. Chính là giúp giải quyết chu yếm trong cơ thể tố bạch triệt như vậy. Nhưng bản thân thẩm lưu hưởng không thể như thế. Thần hồn y vốn là cực yếu. Lại từng trải qua siêu hồn thuật. Dậu đổ bìm leo. Hiện giờ chỉ như một mảnh băng mỏng chỉ cần chịu bất kỳ cái gì đánh vào một chút đều có khả năng rách nát y đem luyện yêu thuật truyền cho chu huyền lan để hắn biết được phương pháp luyện hóa thần hồn cùng kỳ chính là để lại một phương án chuẩn bị thật đến lúc cùng đường liền từ chu huyền lan trong lòng thẩm lưu hưởng căng thẳng thở dài nếu đúng như vậy chu huyền lan sẽ có bao nhiêu khổ sở trên mặt thẩm lưu hưởng lộ vẻ dãy giụa y lắc đầu tất nhiên còn phương pháp khác nếu thần hồn y có thể mạnh hơn một chút thì tốt rồi không cầu mạnh hơn cùng kỳ chỉ cần là thần hồn bình thường tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng cùng kỳ gào giống trong tâm lao thấy thẩm lưu hưởng không để ý tới hắn ánh mắt lành lạnh hắn nhìn thấu triệt thẩm lưu hưởng muốn mượn tay tiểu bối long tộc diệt trừ chính mình ngọc nát đá tan nhưng tiểu bối long tộc đến vải ngược cũng cho y sao có khả năng để mặc y chết được. Cho nên thẩm lưu hưởng muốn lừa hắn. Vải ngược đối với một con rồng mà nói, là thứ quan trọng nhất, chân quý nhất, từ thời kỳ hồng hoang. Sinh linh trên thế gian đã biết vải ngược là nhược điểm của rồng. Nhưng không ai dám đánh chủ ý lên vải ngược của bọn họ. Bởi vì những gia hỏa long tộc đó cũng không ngốc. Từ nhỏ đã biết phải bảo vệ tốt vải ngược. Đem nhược điểm hủy diệt. Vì thế trong tộc các loại pháp thuật bảo vệ vải ngược ùn ùn không dứt rất nhiều lựa chọn mỗi con rồng thi pháp thuật không giống nhau cho vải ngược của mình nhưng đều không ngoại lệ đều sẽ trả lời cho câu kia rồng có vải ngược động vào sẽ phải chết vì thế ở thời kỳ hồng hoang cho dù mọi người biết được vải ngược là nhược điểm của bọn họ cũng không có ai dám đi đụng vào mấy con rồng này đã sớm giảo hoạt ngụy trang vải ngược thành khôi giáp cứng rắn nhất và lưỡi dao sắc bén nhất chỉ đợi địch nhân chui đầu vào lưới hiện giờ hắn thấy tiểu bối long tộc kia cho thẩm lưu hưởng vải ngược mong y bình yên vô sự nhất định là một ngàn lần một vạn lần luyến tiếc để y chết chỉ cần đem hậu quả luyện hóa thần hồn nói cho hắn đối phương tất nhiên sẽ bỏ qua ý niệm luyện hóa hắn cùng kỳ lo lắng chính là Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Liền cứ gạt như vậy, hắn chỉ có thể gia tăng khôi phục hồn lực, trước khi Chu Huyền Lan động thủ báo việc này cho hắn, mới có một đường sống. Ánh trăng bao phủ sơn cốc, an tĩnh tường hòa. Bên ngoài lại sớm đã long trời lở đất. Tin tức Thẩm Lưu Hưởng dẫn dị thú tập kích Thanh Lăng Tông truyền ra, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lăng Dạ là chi chủ đại tông mấy năm gần đây tu vi gia tăng mãnh liệt sớm đã trở thành đệ nhất tu chân giới trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra nhưng nhân vật như vậy giao thủ với thẩm lưu hưởng luyện hóa cùng kỳ đều rơi vào kết cục trọng thương thân vẫn trong lúc nhất thời mỗi người trong tu chân giới đều cảm thấy bất an các đại tiên môn cũng không kìm nén được cuối cùng kiếm tông lấy danh nghĩa phục ma bắt yêu kêu gọi các đại tông phái tu chân giới đi trước cộng thương đối sách tảng sáng trên quảng trường luyện võ ở kiếm tông biển người tấp nập toàn vì việc đêm qua mà đến ngươi một lời ta một ngữ quảng trường ầm ý một mảnh một tông chủ nhìn bốn phía hư vân phái sao không tới tốt xấu gì cũng là môn phái có uy tín danh dự vậy mà lại lùi bước thật là trơ trẽn nam tử áo tím bên cạnh nói trần tông chủ chớ trách ta đã nhận tin cầu cứu sáng nay có ba con dị thú tàn sát bừa bãi ở hư vân phái. Bọn họ tổn thương thảm trọng. Còn chưa thở ra hơi đâu. Trần Tông Chủ kinh hãi, ba con dị thú. Chẳng phải tương đương với ba tu sĩ hóa thần cảnh sao? Quả thực là tai họa ngập đầu. Có cần ta đi viện trợ không? Đã bình ổn, nam tử áo tím nói. Nhưng người tương trợ. Phòng chừng ngươi không tin. Là cửu yêu vương yêu giới sắc mặt trần tông chủ biến đổi, lúc xanh lúc đỏ. Tu chân giới ta thật sự hết người, còn cần người yêu tộc tương trợ. Nhưng cửu yêu vương này, nghe nói đêm qua chính hắn giúp thanh lăng tông tránh được tai ương, không giống ác yêu. Một nữ tử đi ngang qua, nghe tiếng ngừng bước chân, ta biết nhiều một chút về cửu yêu vương này. Ban đầu chính là đệ tử bổn tông chu huyền lan, là ái đồ của thẩm tiên quân. Hai người quay đầu lại thấy là trưởng lão thanh lăng tông hai mặt nhìn nhau đợi người đi rồi mới nhỏ giọng nói thầm thì ra từng là đệ tử thanh lăng thanh lăng tông này phong thủy ra sao vậy tốt xấu đều chiếm hết đang nói chuyện với nhau một đạo cầu vồng xẹt qua không trung mọi người ngửa đầu nhìn lên là diệp băng nhiên từ yêu giới trở diệp băng nhiên thu bội kiếm lập tức đi đến trước mặt lam tiêu sinh ngữ khí hơi trầm xuống đệ tử chậm một bước khi đuổi tới yêu quật y đã đi rồi lam tiêu sinh thở dài ta biết rồi diệp băng nhiên thấy sắc mặt hắn không đúng xảy ra chuyện gì thu được tin tức thẩm lưu hưởng luyện hóa cùng kỳ lam tiêu sinh trước tiên gọi diệp băng nhiên đến đem y từ yêu giới mang về để tránh gặp phải sự tình gây ra đại sai nhưng diệp băng nhiên chậm một bước lúc chạy tới thẩm lưu hưởng đã không còn ở yêu đều lam tiêu sinh đem việc đêm qua nói cho diệp băng nhiên cuối cùng nói tiếp tục mặc kệ thẩm lưu hưởng bên ngoài hậu quả sẽ không dám tưởng tượng hiện giờ tam đại tông môn thanh lăng như rắn mất đầu tông chủ tây dương tông đau mất ái tử cả người trở nên hung lệ tàn bạo không thể đảm đương trọng trách lúc này chỉ có thể để kiếm tông đứng ra diệp băng nhiên nghe vậy sắc mặt trắng bệch sư tôn tính toán như thế nào? Đả thương lăng tông chủ. Hẳn không phải bổn ý của y. Tình huống tốt nhất, tất nhiên là bắt y về tông. Giam giữ lại, nhưng bảo toàn cho y một mạng, làm tiêu sinh không đành lòng. Nhưng trách nhiệm còn đây. Không thể nề hà. Tình huống xấu nhất, không chết không ngừng đi. Cùng kỳ bị thẩm lưu hưởng luyện hóa. Người ngoài không ai biết tình huống ra sao. Chỉ thấy thẩm lưu hưởng chu sát đại yêu vương trọng thương lăng dạ, càng là suýt nữa diệt thanh lăng tông. Hành vi liên tiếp, đối với y sợ hãi không ngừng gia tăng, không hàng phục được y, tam giới không ai có thể an tâm. Diệp băng nhiên nắm chặt tay, đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến một trận ẩm ý. Hắn đi theo Lam Tiêu Sinh, nhìn tông chủ Tây Dương Tông Kim Hạng Thiên đang đánh nhau với một thanh niên. Nhìn kỹ, kia thanh niên là thiếu quân đế cung tử tinh thần. Lam tiêu sinh quát, đều dừng tay. Nhi tử kim hạng thiên từ ngày đại hôn. Gặp phải độc thủ bỏ mạng. Bộ dáng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Cả người tỏa ra sát khí. Nói chuyện với người khác không có nửa điểm lời hay. Một lời không hợp liền đánh đến da chóc thịt bong. Chớ nói đệ tử trong môn sớm chiều ở chung. Chính là người ngoài nhìn. Đều giận trong lòng. Nhưng hắn tu vi cao thâm. Không ai dám chống lại từ khi biết được thẩm lưu hưởng luyện hóa ma thú. Oán khí lâu dài của Kim Hạng Thiên phảng phất có chỗ phát tiết. Hắn khởi nghĩa vũ trang. Muốn thảo phạt thẩm lưu hưởng. Nhưng bởi vì mất chúng tâm. Những môn phái khác rất ít đáp lại. Hôm nay chịu mời tới kiếm tông. Hắn trước tiên đứng trên đài cao. Sinh động như thật mà kể quá khứ thẩm lưu hưởng bao che yêu đồ như thế nào. Lại cậy thân phận thiếu quân mà khinh người ra sao. Tội ác tài trời hiện giờ đến đế cơ cũng hạ thủ hoàn toàn đánh mất nhân tính kêu gọi đạo hữu đang ngồi cùng nhau chu sát không khéo lời này bị từ tinh thần vừa tới nghe thấy nhất thời tức giận thẩm lưu hưởng là người đế cung ta há để các ngươi động đến y tất cả đều tan đi cho ta nếu là quá khứ thiếu quân đế cung tới đây nói ra lời này mọi người tất nhiên luôn phải châm trước tận lực thuận theo nhưng hôm nay đế quân phi thăng chỗ dựa lớn nhất đi rồi kim kỵ của mọi người với đế cung giảm bớt hơn phân nửa lại nghe lời này của từ tinh thần tức khác không giống nhau đều cảm thấy từ tinh thần hành sự quá mức bá đạo tuy là người đế cung nhưng thẩm lưu hưởng gây tai họa chính là cho tam giới dựa vào cái gì không cho bọn họ phản kích tự vệ nhưng mọi người chỉ nhỏ giọng nói thầm trong lòng chỉ có kim hạng thiên trực tiếp đánh trả một bên mắng to thẩm lưu hưởng một bên chửi bới đế cung từ tinh thần nghe vậy giận tím mặt liền động tay với hắn thực lực của kim hạng thiên tuy mạnh nhưng từ tinh thần cũng không yếu bằng bảo kiếm trong tay thêm vào không rơi xuống hạ phong chút nào mọi người vây xem thấy thế ánh mắt nhìn về phía từ tinh thần có thêm vài phần chính xác tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy sau này khống chế đế cung cũng sẽ không làm nơi này thất thế hai người đang đấu pháp không ai dám tiến lên khuyên can đến lúc lam tiêu sinh quát lạnh một tiếng từ tinh thần suy nghĩ mục đích tới nơi đây không phải để thành địch với người ta mà để lam tiêu sinh bỏ ý niệm đuổi giết thẩm lưu hưởng giao cho đế cung xử lý hắn tức khắc thu tay nhưng hắn thu tay lại kim hạng thiên đối diện ánh mắt lại đầy giết chóc ầm ầm hạ tử thủ từ tinh thần phản ứng đã là cực nhanh nhưng ngực vẫn lạnh toát chỉ khó khăn lắm tránh thoát nơi trí mạng phanh cái ngã xuống đất mọi người trên quảng trường đều kinh hãi mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc mặt lan tiêu sinh tức khắc biến đổi xuất hiện bên cạnh từ tinh thần một trưởng ngăn trở kim hạng thiên còn muốn công kích ngươi quả thực ngang ngược kim hạng thiên thu tay lại nhìn từ tinh thần chảy máu không ngừng. Cười lạnh, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thực lực của mình vô dụng. Sinh sinh tử tử oán được ai? Nói xong, Kim Hạng Thiên muốn phất tay áo tránh ra. Lúc này, bước chân hắn đột nhiên ngừng lại. Biểu tình trên mặt hơi hơi cứng đờ. Quảng trường luyện võ bất chi bất giác an tĩnh lại. Một thân ảnh áo đỏ hạ xuống. Nâng bàn tay trắng như ngọc lên. Chậm rãi bóp chặt cổ Kim Hạng Thiên. Uy áp khủng bố làm người hít thở không thông tức thì thổi quét kiếm tông. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn thanh niên trên đài cao, chân cẳng không tự chủ được nhũn ra, linh lực như bị giam cầm, không thể động đậy, hai chân kim hạng thiên cách mặt đất, bị bóp chặt yết hầu, khuôn mặt đỏ lựng đến phát tím. Trong miệng gian nan phun ra lời nói: "Ngươi dám làm trò như thế trước mặt nhiều người? Ngươi dám? Vì sao không dám?" trong mắt phượng của thẩm lưu hưởng lộ ra ánh máu. Khóe môi hơi cong. Trên đường xuống hoàng tuyền. Đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thực lực của mình. Vô dụng. Sinh sinh tử tử lại oán được ai. Dứt lời. Tay y vừa chuyển. Trong tiếng kêu, dừng tay, không biết của ai. Y vặn gãy cổ kim hạng thiên. Người thấy màn này cổ chợt lạnh. Tâm sinh hàn ý. Tận mắt nhìn thấy so nghe kẻ kinh khủng hơn gấp trăm lần thực lực như thế nếu không biết kiềm chế thế gian chỉ sợ không còn ngày yên ổn thẩm lưu hưởng tùy tay đem thi thể kim hạng thiên ném xuống đất liếc mắt nhìn lam tiêu sinh muốn nói lại thôi y ngồi xổm xuống đè miệng vết thương của từ tinh thần lại dùng linh lực xử lý một chút cõng ngưới gần như ngất lên hướng tới ta chỉ cần đánh úp lại thẩm lưu hưởng đứng trên đài cao rũ mắt nhìn về phía mọi người trên luyện võ trường Mặt như hàn băng, nhưng dám tổn thương người bên cạnh ta, ta muốn các ngươi thần hồn câu diệt." Thanh niên áo đỏ nói xong, liền cõng người biến mất không thấy. Mọi người từ dùng mình lấy lại tinh thần, phát hiện trên đài còn thiếu một người. Thẩm Lưu Hưởng tìm một nơi u tĩnh, buông từ tinh thần ra, đút cho hắn một viên đan dược, vận linh lực chữa thương. Bên cạnh Từ Tinh Thần đến một hộ vệ cũng không có. Vừa nhìn chính là trộm ra ngoài nghĩ đến lúc trước hắn khó khăn lắm mới tránh thoát được một kích xuyên tim thẩm lưu hưởng có chút nghĩ mà sợ từ tinh thần khôi phục một chút mặt xám mày cho gọi đại danh y thẩm lưu hưởng thẩm lưu hưởng lập tức tức giận quát hắn gọi huynh trưởng từ tinh thần khụ một tiếng sắc mặt tái nhợt ngươi cũng không tính toán về đế cung có phải hay không ta không gọi thẩm lưu hưởng không nói gì linh lực truyền vào trong thân thể hắn hơi chậm lại tinh liên hẳn là chúng pháp thuật có thể làm thần hồn hôn mê ngươi nói đế sư lưu ý phương diện này nhiều hơn tìm được pháp thuật ra sao gây ra cởi bỏ cho nàng từ tinh thần gật đầu ngước mắt nhìn y ta biết ngươi sẽ không thương tổn tinh liên nhưng ngươi thật sự luyện hóa ma thú sao gặp phải chút nguy hiểm đành phải luyện hóa thẩm lưu hưởng vân đạm phong khinh nhún nhún vai không muốn nói kỹ đè từ tinh thần cảm xúc bỗng nhiên kích động lại còn bị thương đừng lộn xộn ta còn có một thứ muốn giao cho ngươi từ tinh thần bắt lấy y một khi đã như vậy ngươi mau trở về với ta bên ngoài quá nguy hiểm thẩm lưu hưởng lắc đầu nâng tay lên lòng bàn tay hiện ra một chiếc lông phượng tỏa ra ánh kim lóng lánh dưới ánh sáng ban ngày từ tinh thần sửng sốt pháp khí bản mạng này hắn tất nhiên nhận ra ngày ấy cắm trên tóc nguyên anh thẩm lưu hưởng ý của đế phụ không cần nói cũng biết hắn buông mi xuống như thở dài lại như thở phào nhẹ nhóm như thế ngươi càng nên cùng ta trở về vị trí đế quân đám người kia đã nhiều ngày kêu ong ong bên tai ta ta nghe cũng phát phiền nghe chút vậy đã phiền thẩm lưu hưởng nắm tay từ tinh thần lên đem lông phượng đặt vào lòng bàn tay hắn ngước mắt cười nhạt về sau mỗi ngày phải nghe bọn hắn nhắc mãi chẳng phải tinh thần đế quân sẽ phiền càng thêm phiền từ tinh thần cứng đờ cả người nhìn chằm chằm lông phượng trong tay nhìn nhìn thẩm lưu hưởng lại nghe bên tai truyền đến câu tinh thần đế quân bàn tay bị nắm lấy như bị nước sôi hắt lên vội vàng rút về ngươi làm cái gì đây là đế phụ cho ngươi người muốn ngươi làm đế quân hay là ngươi muốn thử ta Tuy ta có tâm tư làm đế quân. Nhưng ta rất nghe lời. Sẽ không tranh với ngươi. Ngươi mau buông ta ra. Thẩm lưu hưởng tu vi cao thâm. Từ tinh thần giấy rùa kêu to một lúc lâu. Y vẫn như cũ vững vàng nắm lấy hắn. Làm lông phượng dán vào lòng bàn tay hắn. Đến lúc từ tinh thần mệt mỏi. Thở phì phò từ bỏ tránh thoát. Y mới mở miệng nói. Bình tĩnh nghe ta nói. Mặt từ tinh thần đỏ lên gió thổi bay vài sợi tóc mái của hắn trước một đôi mắt muốn giận nhẹ nhàng lắc lư thẩm lưu hưởng dỗi tay gạt ra giúp hắn nói lúc ấy ngươi không ở đế phụ đành phải giao cho ta nhưng muốn là phải đưa lại cho ngươi không còn sợi tóc che đậy tầm mắt từ tinh thần rõ ràng hơn vài phần nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt sừng sốt một khắc bán tín bán nghi thật thật vậy chăng thẩm lưu hưởng tất nhiên là thật y gập ngón tay từ tinh thần lại đem lông phượng gắt gao nắm lấy bên trong có tu vi của đế phụ ngươi đem nó luyện hóa tu vi sẽ tăng nhiều như thế ngồi lên vị trí đế quân mới ngồi được an ổn thẩm lưu hưởng thấy từ tinh thần ngốc ngốc cơ hồ không thể tin được không nhịn được vỗ vỗ đầu hắn đừng ngây ngốc về sau học thông minh một chút ngươi còn phải bảo hộ tinh liên bảo hộ đế cung. Còn có, y sốt ruột bổ sung, ngươi chớ có đoạt người trong lòng người khác, cho dù không có Chu Huyền Lan. Phía sau Tố Bạch Triệt còn có một hai ba bốn năm người đấy. Nếu y không ở, từ tinh thần lại vừa mắt Tố Bạch Triệt, dẫm lên vết xe đổ thì làm sao bây giờ? Từ tinh thần từ kinh tâm động phách lấy lại tinh thần. Chưa nếm được bất cứ vui sướng nào. Nghe thẩm lưu hưởng lách cách nói một đống sắc mặt đột nhiên thay đổi ngươi đang nói cái gì sao lại quên thêm chính mình từ tinh thần đứng dậy túm chặt tay áo thẩm lưu hưởng muốn đem người lôi đi một phen động tác làm miệng vết thương trên ngực bị xé rách đau đến mức sắc mặt trắng nhợt hắn xít một tiếng tiếp tục nói ta làm đế quân quan trọng nhất tất nhiên là che chở ngươi và tinh liên từ tinh thần rất sốt ruột muốn đem người mang về đế cung nhưng mặc hắn kéo như thế nào thẩm lưu hưởng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích hắn xoay người vạt áo bị máu tươi nhuộm đỏ một vòng tức giận ngươi làm cái gì mau trở về với ta không phải luyện hóa ma thú sao năm đó đế phụ có thể làm yêu thú trong cơ thể tinh liên hồn phi phách tán chẳng lẽ từ tinh thần ta không làm được sao thẩm lưu hưởng trầm mặc một lát như trấn an ôm hắn một chút là thần hồn của ta có bệnh nhẹ mấy pháp thuật này không chạm vào được sắc mặt từ tinh thần biến đổi cùng kỳ ở trong cơ thể thẩm lưu hưởng cho dù là người lại lợi hại đến đâu cũng không có khả năng khi thi pháp động thần hồn cùng kỳ lại hoàn toàn tránh được thần hồn thẩm lưu hưởng nhưng không chu sát thần hồn cùng kỳ còn có phương pháp nào có thể trừ bỏ hắn đây thẩm lưu hưởng buông hắn ra ngươi mau về thần kỳ sơn sớm một chút đế cung không thể một ngày không có chủ từ tinh thần làm sao chịu một hai phải đem y cùng mang về ngoài miệng nói nhất định có thể có biện pháp thẩm lưu hưởng hết cách đành phải dùng pháp thuật trói chặt hắn bên ngoài lập cái phòng ngự giới từ tinh thần không thể động đậy cả giận nói trừ khi ngươi mãi trói ta ở chỗ này nếu không ta còn tới tìm ngươi đem ngươi mang về thẩm lưu hưởng xoa xoa mi tâm ta có tính toán ngươi về đế cung đi là được y nói biểu tình lạnh băng đừng coi vị trí đế quân như trò đùa nếu ngươi đã ngã ngồi vào vị trí đó liền ngồi ổn một chút tốt một chút thứ ngươi phải học rất nhiều đừng lãng phí thời gian ở chỗ ta từ tinh thần nói này không phải lãng phí thời gian ta ngươi cái gì hiện giờ tu vi của ngươi không bằng ta nói gì mang ta trở về thẩm lưu hưởng buông tay. Ánh mắt trở nên lãnh duệ. Gần từng chữ một nói, chờ tu vi của ngươi vượt qua ta. Có thể thống lĩnh đế cung như đế phụ. Lại đến nói những lời này. Từ tinh thần sừng sốt. Hốc mắt dần dần đỏ lên. Thẩm lưu hưởng quay đầu rời đi. Lúc này, chợt nghe thấy người phía sau thấp giọng nói, đã nhiều ngày nay ta phát hiện ra. Đế cung kỳ thật rất trống trải. Ban đêm rất u tĩnh một mình trong đại điện sẽ rất lạnh. Đế phụ phi thăng, tinh liên ngủ mãi không tỉnh. Nếu ngươi không trở lại, sẽ chỉ còn một mình ta ngày ngày đêm đêm đối mặt với đế cung thanh lãnh. Ta thích náo nhiệt, ta sẽ không quen. Thẩm lưu hưởng, huynh trưởng, ta chỉ còn ngươi thôi. Ngươi đừng như bọn họ. Bỏ lại ta, bước chân thẩm lưu hưởng dừng lại. Dường như bị cái gì đó dùng sức mà cuốn lấy. Chậm chạp không động đậy nổi. Một lúc lâu sau, y cắn chặt môi, ngửi được một mùi máu tươi thoảng qua. Cũng không quay đầu, lại mà phất tay áo rời đi. Hai tròng mắt từ tinh thần thoáng chốc đỏ bừng. Lông phượng nắm chặt trong tay đâm vào da thịt. Tức khắc, máu tươi đỏ rực phiếm ánh kim từ kẽ tay thanh niên chảy xuôi xuống. Từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thương em. Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.